Con cầu xin Đức Chúa Trời ban phước để tối hôm nay chúng con có được cái buổi cầu nguyện của các ca nhạc sĩ sẽ dự trong chương trình ca nhạc mùa thu vào ngày 26 tháng 10 năm 2024 ở Hội Thánh Tin Lành Hiệp Nhất Westminster, California vào 26 tây sắp tới đây. Chúa ban phước cho chúng con cho mọi sự chuẩn bị. Chúng con biết rằng vì chúng con chuẩn bị đó là sự chu đáo, sự tôn trọng của chúng con với Đức Chúa Trời là khán giả duy nhất của chúng con trong đêm nhạc đó. Và những thân hữu đến, những tín hữu đến. Chúa ơi, con xin Chúa ngài ban phước để chúng con có được một chương trình mà chúng con có thể trình bày phúc âm một cách rõ ràng nhất qua những bài hát. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Hỡi khen Chúa vì Chúa cho chúng con được ơn của ngài để chúng con có thể đi hầu việc Chúa đây đó. Chúng con cảm ơn ngài nhiều lắm. Chúa ơi, con xin Chúa ngài ban phước để chúng con tiếp tục làm những việc mà ngài gọi chúng con làm một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời trong chương trình của ngài. Cảm ơn Chúa vì ngài có đưa chúng con trở về nhà trong đêm qua thật bình an, trong sự lưu luyến yêu thương chia tay. Cảm ơn Chúa vì cái tin nhắn đầy yêu thương và chân tình của cô Nguyệt khi cô đi với chúng con Hội Thánh đến dự cắm trại, và cô cũng được khích lệ nhiều vì cô thấy được Hội Thánh có những bước chuyển tốt đẹp, và cô cũng là người làm chứng cho Linda nữa. Cảm ơn ngài. Con cầu nguyện nguyện những giọt nước mắt của cô chứa đựng trong ve của ngài, và Chúa cũng cảm động. Cảm ơn Chúa vì ngài cảm động lòng của Linda hôm qua có một cái nhận xét về buổi nhóm ngày hôm qua, và đặc biệt là rất là ấn tượng bởi vì có một người phụ nữ cao niên đã khóc với mình với lòng yêu thương. Phải, tin lành của Đức Chúa Trời là yêu thương để cứu tội nhân. Cảm ơn ngài. Xin Chúa dùng những lời của bài hát mà chúng con vừa mới hát để làm một sứ điệp, thông điệp đến cho tất cả những người nghe những ngày sắp tới. Chúng con cũng cầu nguyện để những thân hữu đến trong đêm nhạc, họ đến để làm gì? Chúng con chỉ có mục đích duy nhất, đó là mình trình bày phúc âm của Chúa cho những thân hữu đó để đưa họ đến với ngài. Vì tin lành của Đức Chúa Trời là quyền phép để cứu mọi kẻ tin, như Roma, thư Roma đoạn 1 câu 16. Tin lành đó biến đổi chúng con, cứu chúng con. Chúng con cảm ơn ngài, thì chúng con cũng muốn trình bày phúc âm đó cho tất cả mọi người, mà mỗi người trong chúng con, chứ không phải dành cho những người được trở nên những chức sắc trong hội thánh hay là những mục sư truyền đạo mới có được ơn để rao truyền tin lành của ngài, mà nó là cái trách nhiệm của mỗi chúng con. Vì vậy những ngày sắp tới này, xin Chúa cảm động chúng con vừa muốn về làm theo ý tốt lành của ngài. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm qua chúng con có thời giờ để được lắng nghe cái cách trình bày phúc âm trên năm ngón tay. Chúa ơi, điều mà trước đây hội thánh của Chúa còn e ngại khi trình bày phúc âm, ngày hôm nay chúng con đã biết cách trình bày phúc âm, biết mình là một tội nhân, biết tình yêu của Đức Chúa Trời từ trên cao. Ngài đã yêu chúng con, ngài đã đến vì chúng con và đã chết vì chúng con. Rồi biết rằng Giêsu đã chết vì chúng con, ngài được Đức Chúa Trời từ trên cao yêu thương và sai gọi, và chúng con cần phải kết ước với ngài để trở nên con cái của ngài, và chúng con có được sự sống đời đời khi chúng con được cứu rỗi. Xin Chúa cho chúng con trình bày phúc âm rõ ràng cho những người mà chúng con gặp, chúng con quen, cộng với những kinh nghiệm mà Chúa cho chúng con trải nghiệm trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Cha ơi, giờ này con chúc phước cho dân sự của ngài vừa mới trỗi dậy từ sau một chuyến đi phước hạnh ngày hôm qua và bước vào vọng canh này. Xin Chúa ban phước cho chúng con, và chúng con cũng sẽ có thời gian để điểm lại những phước hạnh Chúa ban cho chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa vì một gia đình mà Chúa ban cho, nơi mà chúng con tìm thấy chính mình, và gia đình chúng con được kết nối vào đó để chúng con trở nên những người yêu thương hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa vì gia đình của chúng con được đứng trong chỗ hầu việc ngài. Con gái con thì thông dịch, vợ con thì hướng dẫn, con thì đàn và chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Cảm ơn Chúa vì gia đình của thầy Tịnh ngày hôm qua cũng đã đến với cô, và cô và thầy khích lệ chúng con hầu việc Chúa với nhau và phụ giúp cho con ở trong việc hướng dẫn. Thầy thì đứng để
để mà giữ cái bài hát cho con, để mà con được được hát một cách tự do, tự nhiên, không bị lệ thuộc. Và Chúa đã cho anh Tịnh đứng kế bên để cầm cái loa để có âm thanh thật tốt. Lời khen Chúa. Chúa thấy chúng con học việc Ngài với nụ cười, với nét mặt rạng rỡ, chứ không phải với những cái gánh nặng lo âu. Chúa đã giải phóng, Ngài đã ban cho chúng con một đời mới trong Ngài. Thật là một cái hình ảnh tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Ngày hôm qua con cũng thấy anh em con, anh Tịnh đã lớn tiếng ngợi khen Chúa. Chưa bao giờ thấy anh có được cái sức mạnh đó. Và ngày hôm qua anh đã làm gì đó. Có một sự tự do thật sự Chúa đã vận hành ở trong chúng con ngày hôm qua. Thật tốt đẹp. Cảm ơn Ngài vì gia đình của Nathan đã hầu việc Chúa. Con gái quỳ gối để hát. Còn con trai thì quay phim. Cha thì đánh trống. Mẹ thì lo vòng ngoài. Thật là phước hạnh. Ôi, chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng đã đưa những thân hữu đến. Có hai gia đình thân hữu đến với chúng con. Và họ đã được nghe trình bày phúc âm. Và biết chắc rằng những ngày sắp tới này, họ sẽ tiếp tục đi với chúng con nữa. Ôi, cảm ơn Chúa. Và chúng con cảm ơn Ngài. Vì cứu Chúa cũng đưa chị Phúc và anh Lưu. Ngày hôm qua trên chuyến xe, anh đã cười nói. Chứ bao giờ anh cởi mở giống như vậy. Chúng con vui vì bởi tình yêu thương Chúa đã kết hiệp chúng con lại. Và con khích lệ anh rằng anh đã tìm thấy được niềm vui rồi đó. Những ngày sắp tới này anh hãy đến với Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa khích lệ và cảm động anh. Và tiếp tục anh đến với Hội Thánh những ngày sắp tới. Chúa ơi, con cầu nguyện cảm ơn Chúa vì chúng con có gia đình anh Ron, chị Hạnh cũng rất là hăng hái trong chuyến đi này. Xin Chúa bổ sức cho anh. Cảm ơn Ngài vì anh yêu thương Hội Thánh người Việt và hết lòng cho công việc của Chúa Hội Thánh. Xin Chúa ban phước cho anh tiếp tục ở trong tâm tình phục vụ anh, dù có cái trắc trở ngày hôm qua khi mà cái nơi chúng con đến họ không dễ dàng cho chúng con, cho anh, vì anh tới trễ và không còn chỗ và không biết phải chạy vào đây để mà lốt đồ xuống cho chương trình. Nhưng mà anh cũng đã cố gắng đem các vật dụng của mình vào, nấu nướng cho chúng con, chiên thịt cho các con cái Chúa. Thật là cảm động, Chúa ơi. Chúng con vui lắm. Chúc phước cho anh chị trong những hành ngày sắp tới này, được sức khỏe và tiếp tục cùng hầu việc Chúa với chúng con một cách thỏa lòng, vui vẻ ở trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Vâng, chúng con chúc phước cho cô Nguyệt. Ngày hôm qua cô gửi cái tin nhắn và cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh vì cô cảm nhận được tình yêu của Ngài. Ngài thấy giọt nước mắt của cô đối với thân hữu là chị Linda. Xin Chúa đừng trong ve của Ngài và chắc chắn rằng chúng con sẽ gặt hái được cái kết quả qua cái lời làm chứng, qua lời làm chứng của cô Nguyệt, của Tuyết Hương, của Mai Trâm và của con nữa. Chúa ơi, Chúa ơi, những gì mà thân hữu họ nghe, họ thấy như anh Hải, chồng của Linh Đạt, anh Nơi, chồng của chị Hà, và chính chị Hà rất là chị Hà rất là hưởng ứng và chị thích Hội Thánh. Nhưng chúng con cũng xin Chúa cho việc chị thích không chỉ dừng lại ở thích, nhưng mà chị sẽ mở lòng để đón nhận đấng yêu thích của Hội Thánh vào lòng. Cảm ơn Ngài, đó mới là tình yêu trọn vẹn mà chị có được. Xin Chúa làm việc trong chị, cho anh Nơi thuộc về Ngài. Con cầu nguyện cho cả thành phố này được đầy dẫy đạo giáo của Ngài. Điều mà đã xảy ra cho Hội Thánh Công vụ Sứ đồ, Hội Thánh đầu tiên 2000 năm trước, đã làm cho thành phố của mình đầy dẫy đạo giáo của Ngài. Cả xứ Giu-đê, cả xứ Samari và lan ra cho đến các vùng phụ cận ở hải ngoại. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con sẽ tiếp tục tôn vinh Chúa sáng hôm nay cho đến khi anh chị em con vào đông đủ để chúng con có thể sẽ có thời gian để chúng con lắng nghe những lời làm chứng kế tiếp của anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta hát bài Vâng Theo Chúa Chỉ Vì Tội Tôi là bài hát mà chúng ta sẽ hát vào Chủ nhật tới cùng với mục sư Nguyễn Thế Trung. Mục sư Nguyễn Thế Trung sẽ đến Hội Thánh Vườn Nho vào tuần sau để giảng.
Và thứ bảy ông tới Arizona rồi, và đến 20 tháng 10 thì ông sẽ giảng ở Hội Thánh Vườn Nho, và chúng ta chia sẻ thời gian mà chúng ta có với mục sư cho Hội Thánh Phục Hưng vào buổi chiều Chủ nhật. Cho nên là tuần tới chúng ta sẽ vui lắm vì chúng ta có cơ hội để chúng ta đi hai nhà thờ, lại tiếp tục đi nữa. Thật vui quý vị ha. Xin chúng ta cầu nguyện Chúa bổ sức cho cô Hòa, để tôi quên cầu nguyện cho cô. Suốt ngày hôm qua đi xe về bị kẹt xe, đáng lẽ chúng ta chỉ đi 2 tiếng thôi, nó thành hơn 3 tiếng đồng hồ, và có lúc chạy nhanh có lúc chạy chậm, cho nên cô ói quá chừng, ói suốt nguyên một cái đường đi luôn. Cho nên xin Chúa cho cô được phục hồi lại. Tối hôm qua khuya rồi cũng muốn gọi để hỏi thăm, thấy thương cô và tất cả con cái Chúa, lưu luyến và nhớ tới cô để cầu nguyện. Dạ. Vâng, bây giờ chúng ta ý với Vinny ha. Vinny ơi, con ở đây không nè. Mở về video lên, mục sư mời con cầu nguyện nha. Rồi. Con có biết mục sư Nguyễn Thế Trung không? Biết không? Dạ con. Mục sư Nguyễn Thế Trung mà có biết hả? Mục sư Nguyễn Thế Trung với mục sư Lê Minh Phương là có ở trong chương trình Sống Tình Yêu đó. Không, lâu lâu mục sư Trung mới cầu nguyện và hướng dẫn, cho nên con ít thấy mục sư Nguyễn Thế Trung. Con cầu nguyện cho mục sư Nguyễn Thế Trung đang ở đây. Mục sư Nguyễn Thế Trung là ở trung tâm Bê-tên đó, thấy không? Đó. Dạ biết. Biết rồi ha, kêu tên này không biết mà nhắc nhắc chúng là biết. Rồi, Dạ. mục sư Nguyễn Thế Trung ở trung tâm Bê-tên. Mục sư sẽ giảng ở Hội Thánh Vườn Nho vào 20 tây này, Chủ nhật tới. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa cho ông bay sang được bình an, giảng lời Chúa, khích lệ Hội Thánh. Rồi, con cầu nguyện cho mục sư Trần Mạnh Hùng. À, kỳ rồi, mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ cho Sống Tình Yêu. À, rồi cầu nguyện cho mục sư nữa, thấy không? Chúa ban phước cho mục sư. Sáng giờ thấy hình ảnh rồi đó, thấy không? Ngủ qua đêm là khỏe hoàn toàn. À, rồi con cầu nguyện cho ba vị mục sư. Ngoài ra con nhớ mục sư Quế của con nữa, thấy không? Mình đi nhà thờ chỗ mình nhớ đến mục sư quản nhiệm của mình. Cầu nguyện xin Chúa sức dầu cho mục sư Quế nữa ha. Rồi bây giờ ý với cháu Vinny nha, xin mời Vinny cầu nguyện. Con kêu là Chúa Giêsu là tình yêu của tụi con. Chúa thân này, tên chúng con kêu anh yêu ông Giêsu quan tâm. Từ tay anh em mời của tôi. Xin Chúa cho ông Giêsu nằm trong. Trình tới anh 20 tên 10. Ông Giêsu tên Arizona. Xin nhận lại của tôi từ tay anh em mời của tôi. Xin Chúa cho dì trên thành chú làm cô chú tại sáng cô cung cái cô chú xin đứa cho ông dư tâm mầm từ tại anh em mà cô chú xin đứa cho ông dư tâm mầm được tin tiếp bài tin tới này được tin sẽ lại cô chú sắp lên nữa Amen. tại anh em mà cô chú xin nữ tập bầm dưới được sức dụng được ơn ở mạng của tôi. Xin nữ tập bầm dưới được à? Xong đẹp bầm tôi. Tôi nhìn được cái sức ơn. Amen. Amen, amen. Con đang bận công việc với mẹ hả? Con cứ lo công việc của con đi, không sao đâu. Để mục sư tiếp tục điều hành phòng cầu nguyện. Cho mục sư gửi lời thăm ba mẹ nha. Cảm ơn con đã cầu nguyện. Bây giờ chúng ta trở lại mấy bài hát Vâng Theo Chúa. Chút nữa hát bài hát này xong và những bài hát kế tiếp rồi mục sư tiếp tục mời con ha. Được cầu nguyện cho mục sư với lại gia đình của mục sư nữa. Dù lối đi bao xa xôi, dù khi kinh vây quanh tôi, được bên Chúa Chúa luôn rồi, Chúa chuyện buồn
yêu. Tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường dẫu xa, không còn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dẫn tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khi khiên vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thập tự với bao âu yếm dặn dò trên đường cam go. Đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn đường theo Giêsu. Hiểu rằng đường đi không như cầm tròn đường riêng cho tôi mà vẫn theo Giêsu thôi. Từ đường muôn lối sao tôi ngài đứng dù lối đi xa xôi, dù khi khiến thấy quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa ơi, hãy bay cứu Chúa yêu tôi, hy sinh huyết bao tuôn rơi. Hãy hay cho gan đau thương chỉ do tôi. Hãy bay ác quê không tôi, yêu thương thoát tim mà vương. Quan tôi biết bao bi thương của cuộc đời chờ. Ôi Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giêsu đã chết thế, nên chuộc tôi. Nhớ mai bữa ấy gô tha, anh mơ kiếp kinh bao quanh, có đấng Chúa cam hy sinh chỉ do tôi. Ấy không có vơi thương đau, ai hay Chúa thương nhân gian, để trong giao đâm thân tan, hy vọng hy sinh thân vàng. Ôi Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu. Nhưng nơi Giêsu đã chết thế, nên chuộc tôi. Ôi Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu. Nhưng nơi Giêsu đã chết thế, nên chuộc tôi. Nhớ mày mới ai ngược. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa, Chúa cho chúng ta trở về từ cái kỳ trại phước hạnh ngày hôm qua. Không biết là quý vị có phục hồi lại sức chưa, nhưng mà thấy nhớ tất cả quý vị. welcome back. Chúng ta trở lại ở trong chương trình cầu nguyện, và chúng ta sẽ để thời gian này để chúng ta cảm ơn Chúa về cái buổi cắm trại ngày hôm qua của chúng ta với Hội Thánh Vườn Nho. Mục sư cũng có nói sơ sơ trong cái giờ đầu cho bà nội biết, bây giờ cũng vào khá đông rồi, để chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta ôn lại, chúng ta nhớ là chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa thêm ha quý vị. Nhớ đến cô Hòa, chẳng biết là cô giờ này cô khỏe chưa, xin Chúa bổ sức cho cô ha. Amen. Chúa ban phước cho thầy Tịnh nha, qua là gọi khuya lắm luôn á, nhưng mà sợ là về đã ngủ rồi cho nên không dám gọi để hỏi thăm sức khỏe của cô. Cô thế nào đây thầy Tịnh? Cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn mục sư. Cô nói về nhà thì bên chồng cũng cầu nguyện thêm cả đêm, cô cũng đỡ nhiều lắm. Bây giờ cô cũng trở lại bình thường. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa miền Nam. Cô dậy đã làm việc và cũng như mọi ngày buổi sáng tưới cây cùng với chồng, rồi chăm sóc buổi sáng cùng với chồng. Lo buổi sáng là buổi sáng hôm nay. Nói chung là sức khỏe của cô trở lại bình thường như cũ. Cảm ơn Chúa. Amen.
Chúc mừng Amen, cho thầy Tịnh và cô Hoa. Và cô Hoa amen. đi được rất là cảm động đó, ngạc nhiên nữa, sáng sớm gọi thầy Tịnh, tưởng là mình thầy Tịnh đi thôi, thầy Tịnh nói ô có cô Hoa đi nữa, làm cho Dạ. mình rất là hứng chí ngày hôm qua. Dạ. Ngày hôm qua thì có ít nhất là hai người sau chuyến đi bị đổi tướng, nhưng mà Chúa đã cho trở lại hiện trạng bình thường, cảm ơn Chúa. Thì Dạ, cảm người thứ ơn nhất là Chúa. cô Hoa, qua thấy cô Hoa xuống xe mà đi đi mà phải Dạ. dắt nhiều vô trong nhà vì cô bị cái tình trạng là say xe đó. Say Dạ xe, dạ dạ. Cảm ơn thấy Chúa. cô đó là người thứ nhất, còn người thứ hai là cô Diễm. Dạ Dạ. thương cô Diễm bởi vì ngày hôm qua cô Diễm nói là chắc khiêng hai cái ghế của ông Ro, gia đình anh Ron và chị Hạnh, khiêng từ ngoài xa đi vô trong chỗ chúng ta. Sư mới nói rằng ô sao em không thông báo để mọi người có hai tỉnh rất là khỏe mạnh chạy ra khiêm phụ, thì cô Diễm muốn để cho tất cả chúng ta được ở trong cái sự nhóm lại, muốn không muốn mọi người phải xao động rồi. Bởi vì họ không cho đem xe vô để bỏ đồ xuống, cho nên phải đi từ ngoài đó đem vô, tại full rồi, đủ rồi, họ chặn lại từ ngoài 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 hôm qua đi đông lắm bởi vì có cái đám cưới đó, họ đi chụp hình ở cái khu chúng ta, cho nên là sẽ đủ xe rồi thì xe không có vô được, cho nên là ông Ron phải đem đồ từ ngoài xa đi bộ vô rất là xa. Cô Diễm khiêng hai cái ghế vô, tối hôm qua cô cũng nhờ tôi cầu nguyện và không biết là tình hình sao rồi, chúc cô nói lại cho chúng ta nghe ha. Và bây giờ chúng ta nhìn cái hình này thì chúng ta thấy nó đẹp nhất ngày hôm qua nè, chúng ta hầu việc Chúa bằng nụ cười, quý vị thấy không? Tôi ít thấy cái nụ cười này ở trong những lần đi trước lắm, nhưng mà cái lần đi này thì thật sự dân sự Chúa có một cái sự tự do và đầy những cái nụ cười. Chúng ta đi tới thì lực chức lực lần lần thêm như Thi Thiên 84 câu 7, nhưng rõ ràng có một cái sự thoải mái và một cái sự tự do mà Chúa Thánh Linh cho chúng ta trong lần này. Cho nên Amen, quý vị cảm thấy ơn ông thầy Chúa. Tịnh cười mà không thấy mặt trời luôn là biết rồi. Wow. Nụ cười này là tôi nói là đẹp nhất ngày hôm qua đây đó, với tôi cũng cười, thầy cũng cười, anh Tịnh thì anh Tịnh ít cười hơn, nhưng mà Anh nói anh to. la lên á quý vị, anh còn cầm cái loa mà để anh hallelujah một cái, hallelujah mà hallelujah lên một cái là tôi cũng lắc lư luôn, cả cái loa nó lớn quá. Dạ biết cái này quý vị cũng đang mỉm cười đó, cũng không mở loa lên, không mở hình lên, tôi biết cũng đang mỉm cười đó, thấy không à? Amen. À, chúng Amen. ta sẽ tình trần Cảm tự nha, để cái mấy cái hình này là thầy Tịnh có hết. ơn. À, gặp thầy Tịnh Amen. rồi Cảm gửi qua cho thầy Tịnh ơn để kỷ niệm, rồi gửi về cho con gái ha, với Chúa. con rể, Amen. Cảm với ơn Tùng nữa Chúa. ha. Amen. Dạ Amen. Cảm rồi ơn Chúa. chúng ta dạ đây ngay từ đầu là cái hình này đẹp lắm quý vị, trên xe đã cười rồi thấy không ạ. Đó anh Tịnh thì đưa hai ngón tay lên là Victory thấy không đó, anh Lưu nè, ngày hôm qua anh Lưu là đi lên xe là thầy Tịnh chọc anh Lưu cười miết, mình nói anh Lưu kiếm được chỗ rồi đó, Chủ nhật này anh bị nhóm anh mới ngồi kế thầy Tịnh đó để Amen. cười. Cảm ơn Chúa, cảm Dạ ơn mục sư, cảm ơn anh Lưu. dạ và ảnh open ngày hôm qua rồi, cảm ơn Chúa, xin Chúa cho ảnh open luôn chứ không có về là thay đổi. Amen. Đây đây hai nhân vật đây, thầy Tịnh với cô Hòa ha, đẹp ha. Dạ cái Amen. Cảm ơn background mục này đẹp nè, sư. dạ để em gửi hết mấy tấm này đây chú Ôi, chịu. đúng diệu. Quý vị có tưởng tượng chú bận đồ này mà chú đi cắm trại về vẫn không có một hạt bụi nào trên người chú là quý vị biết siêu đẳng luôn. Đi cắm Amen. trại ông cụ bận, đi cắm trại bận đồ vest đi, trong khi đi nhóm thì tôi cần cái này nè, nhưng mà ông đi nhóm bận đồ thường, ông đi chơi bận đồ vest. Bà nội, bà nội có ý kiến gì không, đi chơi À, giống như tổng thống vậy á, vẫn đồ đẹp quá. yeah, ông bận đồ vest lên nhìn đẹp lắm. Rồi vợ chồng anh Lưu chị Phúc ha, vui. Đẹp à, Yeah, hôm qua ảnh bận đồ này đó, không phải anh Lưu, ảnh cười cười anh bận đồ này nè, anh đi với tôi anh bận đồ này đẹp trai lắm nha, bận tiếp tục nha ông thầy. Ông cười wow, yeah, đẹp đẹp đó quá, đẹp. đó, tôi chụp tấm hình này, có tấm hình chụp chung rất là dễ thương. Chị Phúc yêu đời ha, yêu đời, yêu đời có Chúa nè, đó làm cái trái tim nè, cái ngón tay nè, thấy không đó, cũng Thì biết chụp Phúc giống hình như lắm. phóng viên này, giống như Dạ phóng viên nhà báo. dạ tấm này thích tấm này, nhưng mà lại che mất cô Nguyệt rồi. Dạ cô Nguyệt, À, dạ con anh người Tịnh hơi bị ngày hôm thấp một qua, tí. dạ
Ông Nguyệt phải qua bên chú Diệu đứng, mà hôm qua thì cô đứng bên này mà mình đứng mình che mình không thấy, thành ra cổ mọc lên trên cái tóc của mình. Yeah, ấy con Nguyệt. Yeah, tấm này chụp dễ thương và tự nhiên. Đây, tấm này tự nhiên nè. Đó, rất là đẹp. Mất lại là mất chị Phúc. Đã không? Rồi. Đây, đây này, tấm này đầy đủ. Sẽ đăng tấm này lên. Đó, nó chọn lựa ra ha. Rồi, đi đến trại. Chú cho chúng ta có cái chỗ mà ban nhạc là màu xanh, còn cái chỗ mà chúng ta con cái chúa thì màu trắng. Lý do là chúng ta cái chỗ này là ai tới trước thì sử dụng trước cái chỗ đó, nhưng mà cái lều này nó để sẵn cái bàn xi măng mình không có dời được, cho nên chúng ta cũng khó, cho nên Hội Thánh đã chuẩn bị hai cái lều này để mà tại đây về sau chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể sử dụng được đó, rất là tiện lợi. Quý vị có thích không? Dạ, rất cái khung Man. khung ảnh rất đẹp. Yeah. Man. Rất là dễ thương quá quý vị ha. Ngồi cái này giống Nathanael mà ngồi dưới dưới gốc cây để suy gẫm. Ở trong sách Giăng đó nói về Nathanael đó. Đó. Quang cảnh quý vị. Đó, thật là vui quá. Man. Dạ, ngày hôm qua chú cũng cho thời tiết mát mẻ quá. Dễ thương quý vị. Dạ, Hội Thánh sẽ Amen. mua thêm cái tấm bạt lớn để sau này có cần ta trải để chúng ta ngồi. Ngày hôm qua thì anh Nathan anh cũng đã chu đáo anh sắm cái này là để cho ban nhạc đứng cái chỗ riêng biệt. Nhưng mà cuối cùng không có chỗ ngồi cho Đó. nên mình xin ảnh mình dùng cái bạt này, cái trống anh đây đây. Cuối cùng thì bây giờ qua bên cái lều mộc xanh. Rồi chúng ta thấy Chúa rất là linh động cho chúng ta. Chú cũng đẹp lòng về điều này. Cảm ơn Chúa đẹp quá quý vị ha. Khung cảnh đẹp quá. Và Amen. những bức ảnh này có được là do cô Tuyết Hương. Cảm ơn Tuyết Hương nhiều. Tuyết Hương chụp tấm này rất là dễ thương. Coi lại lần nữa. Không thấy mặt trời. Nụ cười không thấy mặt trời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đó. Chúa. Ai cũng cười quý vị thấy không? Có một sự tự do. Chúa vận hành. Ở trong chúng ta. Ngày hôm qua vui ở trong Chúa đó, tôi rất là Amen. vui. Mình vui là mình thấy là có tới hai người phụ mình, người cầm bài hát còn người cầm micro. Mà lâu lâu ảnh cầm micro ảnh nói ôi hallelujah làm cho mình đỡ không kịp luôn, mình cũng muốn nói anh giật qua anh nói. Rất là dễ thương. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mà có một tấm hình chú Diệu độc đáo lắm. Hôm qua thì cháu Ethan quay video cho chúng ta. Giỏi. Càng ngày càng giỏi. Cảm ơn Mai Trâm nha, đã động viên cháu để phục vụ trong trong các kỳ trại. Gia đình này cũng giúp cho chúng ta nhiều. Vâng. Chúng ta cầu nguyện Chúa để cho cái số trại trại sinh sắp tới tăng gấp đôi ha. Ngày hôm qua nếu mà đứng vô hình khoảng 23 người á thì chúng ta xin Chúa cho càng ngày càng có nhiều con cái Chúa hơn. Số đi cũng có nhưng mà số Chúa bù vào và những người mới. Rất là vui vì ở trong chương trình này ngày hôm qua đó là hầu như là tất cả đều là những người mới mà Hội Thánh Vườn Nho thu hoạch được. Chúng ta Amen. khác Cảm ơn với các Chúa. hội thánh khác ở chỗ là chúng ta chỉ là những gương mặt mới thôi, một thế hệ mới hoàn toàn. Nếu như chúng ta đi đến nhà thờ khác đó, thì chúng ta sẽ gặp người quen nhiều lắm. Tại vì từ chỗ này qua chỗ kia là chuyện bình thường. Nhưng mà Thánh Vườn Nho Chúa cho chúng ta đi thu hoạch những cô Nguyệt. Cô Nguyệt là khách mời đến với Hội Thánh thôi. Ngoài ra là không có một người cũ nào hết. Người mới đến với Chúa. Cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta có quyền để cầu xin Chúa và Chúa ban ơn cho chúng ta để phát triển Hội Thánh Chúa. Đây, những người mới hoàn toàn này quý vị thấy không? Các mục sư thường thường đi hội thánh này hội thánh kia họ nhận ra người cũ của mình, nhưng mà các mục sư mà đến Hội Thánh Vườn Nho đó là không nhận ra người cũ nào, không nhận ra người nào mà họ biết, chỉ toàn là những người mới thôi. Và đó là điều mà khích lệ quý vị tiếp tục và đưa nhiều con cái Chúa, đưa nhiều người xin lỗi nhiều người ở ngoài đến để trở nên con cái Chúa. Bà nội nhớ cầu nguyện cho vườn nho nha. Amen. Amen. Qua hai cháu múa những bài hát dễ thương và múa những bài bài tôn vinh Chúa rất là tự nhiên ở trong Chúa. Tôi sẽ làm video này để đưa lên cho quý vị xem.
À, qua tôi cũng làm mẫu cho Ethan để giúp cháu quay phim sinh động hơn. Và qua cháu học được cái điều này và cháu thực hành rất nhanh. Đó. Cảm ơn Chúa. Đó, quý Welcome. vị. Rất là ngoan. Những đứa con, những đứa cháu chúng ta. Vui nhất là cảm ơn Chúa là cháu Sam đã bước chính thức vào trong cái chức vụ, cái vị trí thông dịch. Qua cháu làm rất tốt, quý vị thấy không? Thường thường mình nghe cháu nói chuyện qua cái system, cái hệ thống. Mà hôm qua cháu đứng lên, cháu nói một câu, cháu làm lại một câu liền, dịch dịch qua liền. Và cái giọng đọc của Sam thì ông anh John với anh Nathan và anh Peter trước đây anh cũng nói nữa là họ nghe dễ hiểu Rõ. và dễ dàng tiếp cận hơn. Và cảm ơn Chúa là Chúa cho cháu Sam thì ở trong cái vị trí này cũng dễ dàng và nhanh chóng. Tôi cũng ngạc nhiên, vợ chồng tôi ngạc nhiên về điều này. Sam dịch hết những cái gì mà Amen. chúng tôi muốn chuyển tải. Thì đây là một thế hệ mà chúng ta cần thấy trong hội thánh để tiếp nối chúng ta theo vị Chúa. Cảm Tôi vui vô cùng, vui vô cùng. Tôi vui lắm quý vị. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho đây không? Đó, cháu nội của bà nội đây, Sam ơn đây. Chúa. Đây bữa đây Sam ở đây quý vị sẽ đây. bắt gặp một Ôi, cái nụ bà cười nội khác. đây không? Bà Ôi, nội ơi, Sam bà bận nội lắm nhớ cầu nguyện cho hả? Sam nha. Ở Sam bận hết hồng không? Dạ đúng Đau rồi. không? Ôi, nó lớn dữ hả? Dạ. Sam lớn quá. Sam bữa Sam thì thanh niên nhưng mà rồi. mới Thanh thấy nét của Sam giống giống bên nội quá niên rồi. hả? Nét của Sam là bên nội, của bên nội. Rồi, cái nụ cười khác à, kế tiếp của anh Tịnh là anh thầy Tịnh là anh Tịnh phải không? Anh cười tươi dữ lắm chứ Wow. bộ. Tấm kia là chưa có bắt được nhịp, tấm này bắt được nhịp rồi bắt đầu cười. Cái này cũng cũng không thấy mặt trời nha. Cái này cũng không thấy mặt trời luôn đó. Cảm ơn Chúa quý vị. Đó. Tôi làm thế này, Sam cũng làm thế này, đó quý vị. Thông dịch như vậy. Đó, Amen. như vậy mới là thông dịch. Rồi, ngày hôm qua có một ông tướng nào của Ông Trâm, bà Đông ông Sâm. Trump gửi tới hả? Vâng. Vì sao cái kiểu ngồi này là mấy ông sau này không có đâu. Ông này cũng đi trước, ông trước 75 nè. Tướng Ông ngồi thì này và ông ông đi điệu mà vui lắm ông và ghiều đấy. ông tình cảm lắm nha. Đưa mình về đó là mình đưa thầy Tịnh về trước. Xong cái mình đưa anh Tịnh với cô Nguyệt về nhà mình để lấy xe. Rồi hai một cái cặp nữa là anh Lưu với chị Phúc á thì sẽ về sau thì mình lại đưa họ về sau thì chú Diệu nói không đưa họ về trước đi rồi đưa tôi về sau chú đòi đi chú đi mà chú Amen. nói chuyện với họ đó quý vị cảm ơn Chúa khi mà chúng ta Amen. Cảm ơn cởi Chúa. mở thì người khác cởi mở và nó lan tỏa trong hội thánh nếu mà chúng ta không có vui á thì người khác cũng sẽ không vui mà nó lan tỏa qua hội thánh cái sự không vui nhưng mà khi chúng ta vui thì cả hội thánh có một cái sự vui và chú Diệu ngày hôm qua thì nói với tôi là, đi đi chở họ về trước đi mà nhà chú Diệu mình đi ngang nhà chú Diệu mình đưa chú Diệu vô trước không chú Diệu muốn đưa họ về tới nhà là chú Diệu mới về nhà đó Amen. và Cảm ơn Chúa. cái nghĩa cử này đẹp tôi thấy rất là được khích lệ dạ đây hình ảnh này thanh bình không đó, cô Diệu đi chụp hình tôi đang lấy mẫu để mà ra cái tấm hình này đó cho nên là chụp chụp bằng cái remote đó dạ thì có được cái tấm này dạ vui quá đây à, quý vị à, đẹp không đẹp không đó dễ thương quá đây chúng ta có một cái tấm hình này nhìn vô là biết hết tất cả ở đây thiếu nhiều lắm nha chú Tốt thiếu dì Bảy thiếu cô Cathy Mai chị Nga thiếu ai nữa ta Chị đó Huệ, chị Huệ cô Kim, Kim cảm ơn thầy Tịnh hay quá qua qua không thấy Kim rồi cô có hỏi không cô Hòa chắc cũng hỏi ha có, dạ, sáu có người lý do gia đình nghe, ông chồng bận hay là bị hơi bị bệnh gì đó, dạ, rồi thiếu Thiện nữa nếu mà Kim đi về dạ, Thiện với Anthony dạ. tám người quý vị gia đình anh Peter nữa là bốn người nữa là 11 người chúng ta add đầy đủ vô đây khoảng 11 người tôi không biết còn thiếu ai nữa nha Cô là Đức, cô 11 người còn thiếu nhiều quá nhưng mà hôm Đức. qua thì
chúng ta thấy những khuôn mặt mới ha, khích lệ rất nhiều. À, những tấm hình rất là vui. Dạ. À, đây. Ơn Chúa, Dạ. Amen. À, xin chúng ta nhớ cầu nguyện cho Linda, hôm qua cô nghe trình bày phúc âm rồi, cậu rất là Dạ. hưởng ứng. À, chúng ta sẽ thu hoạch trong một ngày gần nhất. Cảm À, ơn đó. Chúa. À, Amen. tấm này là chụp nghĩa là đủ phong cách luôn. Amen. À. Vui quá quý vị ơi, cảm ơn Chúa. Đấy, thật là vui. Cảm ơn quý vị. Ôi, cô Dạ. Diệm bay được hay cô Diệm bay được Dạ. Cất hả? cánh bay cao như chim ưng, Bay trái mà bay không chứ mệt mình. nhọc, đi mà không mòn mỏi là như vậy đó. Dạ, câu diễn Amen. Cảm ơn là Chúa. mô phỏng lại Ừ. cất cánh chim ưng ha. Cảm ơn Chúa. Cất cánh như bay cao như chim ưng. Dạ. Đó, tấm ảnh này rất là vui quý vị ha, đẹp ha. Tôi cũng có một cánh bay, còn một cánh để chụp hình. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi, ngày hôm qua thì cảm ơn ban ẩm thực. À, tôi ăn rất nhiều ngày hôm qua. Đi trong năm nay chúng ta đi lần này là thứ ba, mà ngày hôm qua tôi ăn nhiều nhất các quý vị. Mấy lần khác là không biết sao mà không ăn được nhiều như ngày hôm qua. Thì cảm ơn Chúa và quý vị chuẩn bị những cái ẩm thực. Dĩ nhiên qua mình mệt mình mới ăn nhiều, và nhưng mà mình ăn mà mình thấy thấy vui và mọi Ngon. người và thấy ăn rất Dạ. là vui hưởng được những cái món ăn như vậy. Cảm ơn cô Tuyết Hương đã chụp tấm này nha. Vợ chồng chúng tôi hiking và cô đã chụp tấm này rất là đẹp, rất là tự nhiên. chúng ta có những người chụp hình rất là đẹp, những cái khoảnh khắc đây viết rất là dễ thương nè. Đó. À, mà nhiều khi mình kiêm nhiều quá thì Cái không này đẹp có được, nhưng mà có nhiều người phụ chúng ta. Đó. tấm hình này đẹp, cái mục sư này đẹp lắm. Cảm ơn thị tịnh. Đó. Hai vợ chồng như như phổ như như như, như phóng viên nhà báo Cảm ơn thị đẹp. tịnh. Đó. Rồi, mình tới cái chỗ này, ở Crescent Moon có cái dòng suối. Thầy Tịnh có vô cái dòng suối này không? Dạ không lên được. Dạ. Đẹp Cảm ơn quá quý vị, đây dễ thương, những người này trẻ trung quá, nhưng mà có vợ thầy đi nè, cô Hòa đi. có Cô Hòa đi dạ tới đây cái cô Hòa về, nhưng mà tụi này đi vô trong sau nữa. dạ Rất là vui. Đó. ôi cái này đẹp Selfie. quá đẹp Nước suối trong vắt, mát lạnh. Đó. Mấy đứa nhỏ thì qua phát hiện ra dân The Baptist. Y chang như dân Baptist, cũng tóc lưa thưa dài dài vậy nè, cầm cái cây đi xuống bờ hồ chống và sông Jordan, để làm báp têm với Chúa Giêsu. Dễ gậy thương. quá Đây. đẹp Đây đây đây. Người yêu ôi của thầy Tịnh đây. người Thấy nhà chưa? đây ôi cảm ơn Chúa. Cô đang nói chuyện cảm ơn với Tuyết Hương á hả? Rồi mình thấy tướng cô kia là đặc biệt quá, thôi nên chụp tấm hình để tặng cô. Amen. Cảm ơn mục sư, cảm ơn Đây. Chúa. Quý vị nhớ cầu nguyện cho Linda nha, duyên của Linda. cô này. Cô Dạ. nghe trình bày phúc âm, cô lắng nghe, cô hiểu và chưa có hưởng ứng. Chưa có hưởng ứng ngay, nhưng mà tin rằng cô sẽ hưởng ứng. Tấm này đẹp không quý vị? Cảm ơn Quá Chúa, Chúa đẹp. cho chúng ta có một Amen. cảnh đẹp. Rất tự nhiên của ba chị em trong Chúa. Có Cầu nguyện cho trong buổi giữa Linda cũng sẽ trên con cái Chúa nữa. Sao thầy Tịnh? cô trong ngồi giữa đẹp quá Cô Trâm quá ơi, đi lên tiếng đi. Cô Trâm im lặng sáng giờ, cô không trong nói gì đâu hết, thấy rồi không? Nhân vật dạ chính em đây nè. Rồi, cô trong trong hình em không? lắng nghe Rồi, dạ làm nhân luôn ha. dạ Nhưng mà bận cái đồ này chạy đi đâu ở ngoài là không có lẫn vô đâu nha. Nổi quá. giống như người mẫu mà người mẫu áo em mặc quần sọt áo thun mà tại chồng cái này Không, ý vô ông đi nói là cái áo xin này á là đặc biệt á, luôn là đi ngoài là người ta nhận ra liền luôn tưởng zebra đằng. Cô Diễm nói gì? ta tưởng zebra Zebra. hả ngựa vằn Ngựa vàng, ngựa vằn á dễ sọc nhìn ra đằng ha, dễ nhìn nhận diện ha. Ai đứa nhỏ dễ thương kìa, không chụp được nó vui lắm. Đây. à, con chào mọi người Ở dân Baptist À, chào Minh Trí, mục sư đang chiếu những cái hình ảnh ngày hôm qua. Linda nè. Đó, cảm ơn Chúa.
qua cổ cũng lội mà cổ bị chặt chỗ này mà mình không có lấy được cái chỗ này. Linda với Diễm à, ai người bị chặt coi tưởng không có chân đơn dữ lắm à. À, mà sao cái chỗ này nó bị dày mình không biết, để mình coi chắc nó đang upload cái đó. Dạ đó quý vị, cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nghe những cái tâm tình của mọi người chúng ta, để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Cô Diễm có điều gì muốn tâm tình không? Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nói trước đi em, để em lo đi làm. Mấy trăm. Dạ. Dạ, thì em cảm ơn Chúa là hôm qua đi chạy rất là vui, vui vẻ, và Chúa cũng cho được cái chỗ cắm trại rất là mát. Ôi, mà như hình như là nguyên một cái vàng cây, một cái chỗ mình rất là mát từ sáng đến chiều luôn á mục sư. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì cũng ban được thức ăn, mọi người ăn rất là ngon, rất là vui thỏa trong trong Chúa. Amen. Dạ. Cảm ơn Mai Trâm với anh Nathan đã tìm được cái bên dòng suối. Dạ, chúng ta nhớ mà chúng ta thấy suối chảy ha. Dạ. Dạ, và đồ ăn thì bao nhiêu mục sư nói đó là qua mục sư ăn nhiều nhất trong 3 lần mục sư đi dự trại luôn á. Dạ. Tại vì thấy vừa ngon mà vừa vừa ăn dễ dàng mà được thoải mái nữa. Mục sư cảm ơn Chúa, cảm ơn ban ẩm thực. Đang tìm lại mấy cái hình ngày hôm qua mà cái phần thức ăn á. Cảm ơn Mai Trâm. Rồi tới cô Diễm, rồi tới Tuyến Hương, rồi tới thầy Tịnh nữa nè, nhiều. Amen. Dạ. Dạ cho Hương xin trước đi, tại Hương có hẹn bây giờ. Rồi, xin mời Tuyến Hương. Hương nói trước. Hương cảm ơn Chúa là hôm qua cũng được dự phần và đến Chúa cho đến nơi bình an, thành công gặp gỡ và có được thời tiết tốt để mà mình chiêm ngưỡng những cái gì mà bàn tay của Thiên Chúa tạo cho mình, để mình được tận hưởng những cái gì đẹp nhất của thế gian này. Cảm ơn Chúa là thấy mọi người vui thỏa một cách thật thà và rất là hết lòng đến với nhau, bằng lòng với lòng, chứ không phải vì một cái gì đó ngượng ngạo, mà trước sau vẫn y như một. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương này. Mặc dầu các cô các chú đi cũng giống như cũng một đường dài, nhưng mà đến nơi rồi về đến chỗ, Chúa cũng gìn giữ trong sự bình an của Chúa. Và cảm ơn Chúa là đã dùng mục sư Đông cho hội thánh Chúa tại vườn nho. Hôm qua là ngày Pastor Appreciation đó, mà thật ra hội thánh Chúa cũng nhiều người mới thì cũng không có quen, chưa có quen được những ngày này. Hương cũng quên lẫn luôn, tới tối dọc đường về thì mới nhớ, đáng lý ra cũng có một cái thiệp để mọi người viết một chút để có lời cảm ơn đến mục sư đã chăm sóc cho hội thánh Chúa từng mọi chi tiết, chứ không phải vì chỉ về phần linh vụ thôi, mà mọi mặt là Hương rất là cảm kích và cảm ơn Chúa vì tấm lòng của mục sư Đông. Rất là xúc động khi nhắc đến và khi nhìn thấy những cô chú anh chị em có cần mà mục sư đến nơi giúp đỡ, dùng thời gian của mình cho công việc nhà Chúa và còn chăm sóc anh chị em và mọi người nữa, thì cũng biết ơn Chúa để dùng mục sư Đông. Thì sẵn đây có thầy Tịnh, một chút nữa cũng mời thầy Tịnh cầu nguyện để cô Tịnh là người lớn và người thông hiểu mục sư ở trong thời gian gần đây, thì mục sư nhờ thầy Tịnh cầu nguyện chúc phước cho mục sư nha. Amen. Dạ, là cái điều này là cái điều mà Hương trăn trở, và mọi thứ trong hội thánh Chúa gần đây cũng có nhiều cái thay đổi. Mọi thứ Chúa đã làm lại, Chúa đã thành lập giống như một bước ngoặt mới, giống như một thiết lập một cái điều mới cho hội thánh Chúa. Thì cảm ơn Chúa mọi người một tay
để mà cùng nhau chăm lo và làm lớn lên cho nhà Chúa. Trong những ngày gần đây thì mọi người đã chuẩn bị lòng rồi, tại vì mỗi khi mà có dịp thông công hay là bất cứ điều gì đó, mình luôn có những cái ý nghĩ là mời gọi người bạn, người chung quanh. Thì hôm qua chị Diễm và Mai Trâm có mời được hai anh chị ở tại chỗ làm, và thà cô Hạnh với lại ông Ron cũng mời được hai người, và bốn người này rất là hòa đồng và rất là vui khi mà được có cơ hội gặp gỡ trò chuyện, những ánh mắt rất là hiền hòa và dễ tiếp cận nữa. Thì cảm ơn Chúa dùng các cô, các chú, các anh chị em đã làm điều này cho nhà Chúa. Tại vì mỗi một người khi mà đến, khi mà thấy mình có cái tình yêu chân thật, gần gũi, gắn bó, và nó không có cái gì ở ngoài thế gian tranh giành mọi điều khác. Thì hôm qua vừa tới thì xếp những cái thức ăn ra trên bàn, thì chị Linh Đạt có nói: "Ồ, đến đây sao mà muốn trong nhóm này bình an quá, bình yên quá, không có sân si." Chị nói cái câu đó đó. Thì dạ, cho nên đến hồi chiều thì Hương cũng có dịp, khi mà Mục sư Đông có giải thích với những cái thắc mắc của chị về cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì Mục sư đã trả lời cho chị biết và tỏ tường. Tại vì hôm qua khi mà chị có nhắc đến là hồi trước kia chị cũng có, thì mục sư hỏi là chị có từng nghe về Chúa Giêsu bao giờ chưa, thì chị nói chị có từng nghe, nhưng mà có những người họ giải thích và không có thỏa lòng những cái gì chị mong đợi để mà nghe đó. Thì cảm ơn Chúa dùng mục sư Đông đã có lời Chúa và chia sẻ cặn kẽ và tận tình, và để chị hiểu. Tin chắc là một ngày nào đó chị sẽ tham gia và chị sẽ bước vào hội thánh Chúa, và linh hồn của chị sẽ thuộc về Chúa Giêsu của mình. Thấy chị cũng rất là mở lòng và chị có quan tâm đến đời sống thuộc linh, nên chị hiện giờ chị là đạo Phật giáo. Thì hết thảy mình ở đây thường thì cũng là biết là Phật, biết là ông bà, chứ không cũng không có phải là đi đến đâu mà biết về chân lý một cách thỏa đáng. Nhưng mà chị có quan tâm và chị cũng đã từng biết này biết kia về đạo Phật. Thì những cái điều đó một ngày nào đó Chúa bắt phục và lòng của chị mở ra và chị sẽ tiếp nhận Chúa. Tại vì những câu hỏi của chị chắc chắn là chị sẽ tìm hiểu, và khi tìm hiểu thì tìm ra chân lý thì mới chấp nhận Chúa là đấng cứu rỗi, chứ không phải như những ngày kia chỉ là biết một cách mập mờ, giống như ông Phật là ai, thế này thế kia chị cũng muốn tìm hiểu, nhưng mà điều đó nó không có phải là tìm được cái sự cứu rỗi cho linh hồn mày này. Đó là những cái gì mà Hương nhận thấy, và có hai anh chị cũng nói lòng nói chuyện và thông công với mình, rất là vui. Khi mà hôm qua khi mà Hương với cô Hòa về lại cái khu vực mình thông ăn uống trước đó, thì Hương cũng có dịp nói chuyện với cái người chồng của chị Linda, thì cũng nói chuyện qua qua lại, thì cũng họ không có gọi là khép kín, không có không có phải là người có gần gũi, cho nên rất là cởi mở. Những cái điều này là cơ hội mình sẽ được gặp gỡ nhiều hơn nữa, và tin chắc là những con đường mới Chúa đã vạch ra và Chúa sẽ mở ra cho Cảm ơn hội Chúa. thánh vườn nho, giống như mục sư đang vừa nói, toàn là những gương mặt mới tươi mới, chứ không phải từ hội thánh này đi qua hội thánh kia. Thì dường như trong vùng bao nhiêu năm nay ai cũng có thể biết nhau. Và cảm ơn Chúa hội thánh vườn nho tuy là nhỏ nhưng mà mọi người đều tươi mới, và những cái chồi, những cái bông, cái trái đã bắt đầu lớn lên và bắt đầu tươi xanh nảy nở, và sẽ có kết quả tốt cho nhà của Chúa. Amen. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn những lời tâm tình của Tuyết Hương. Cô Tuyết Hương tuy ít nói nhưng mà những lời cô nhận xét đó, nó đến từ tấm lòng của cô, cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm động với những điều này. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe thầy Tịnh là tâm tình và thầy Tịnh cầu nguyện cho những gì mà Tuyết Hương đã trình bày ở đây và cảm nhận của cô Tuyết Hương Amen. nha thầy Amen. nha. Dạ. Amen. Amen. Mời thầy. Dạ. Cảm ơn
Dạ thầy ơi, hình như không có nghe cái tiếng của thầy, mọi người có nghe không ạ? À, cô Diễm ơi, cô Diễm có nghe tiếng của thầy Tịnh không? Amen. Dạ, Alo. dạ rồi, dạ nghe rồi, xin lỗi thầy, dạ. Con xin cầu nguyện buổi sáng hôm nay con cảm ơn cái lời cầu nguyện, lời tâm sự chân thành của cô Tuyết Thương vừa qua trong vòng canh sáng hôm nay, cũng như lời cầu nguyện của mục sư. Chúa Amen. ơi, Chúa là của chúng con. Sáng hôm nay con cảm ơn Chúa, được Chúa Trời ba ngôi đã ban cho con cùng hội thánh vườn nho của chúng con trong một buổi sáng hôm nay được gặp lại nhau. Con cũng xin nhắc lại cái lời của bà nội Halusa, lời cầu nguyện của chúng con, lời tâm sự buổi sáng. Buổi sáng hôm nay trong vòng canh cùng với Làm mất tiếng ơi. Dạ, lại mất tiếng rồi, không hiểu tại sao ha. Cái Dạ. mạng một tư ạ, dạ. Dạ. Nó xấu lắm. Dạ. Amen. Dạ, bây giờ nghe rồi. Dạ, thầy cứ cầu Amen. nguyện. Dạ. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời ba ngôi đã ban cho con một buổi sáng cùng trong phòng room của mục sư Đông để cùng nhau tâm sự, nói ra những cái tâm tình, tình cảm và những lời cầu nguyện tha thiết của hội thánh vườn nho chúng con. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, Chúa là chúng con. Sáng hôm nay con cảm ơn Chúa đã cho cô Tuyết Thương qua lời tâm sự cầu nguyện cũng như lời tâm sự của mục sư Đông. Con cảm ơn Amen. Chúa rất là nhiều. Cảm ơn Jesus. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa trong ngày hôm qua là một ngày vui vẻ, hết đầy sức lực của Chúa đã ban cho chúng con trong một cái ngày kích thích của hội thánh vườn nho của chúng con, là đã tới một cái điểm mà chúng con có cảm nhận trong 3 lần đi cắm trại đi bên đi, thì chúng con cảm thấy lần hôm nay nó đầy ơn của Chúa, đầy tình cảm mà Chúa đã ban cho chúng con trong Amen. một cái hội thánh của chúng con tuy mới mẻ, toàn hầu hết là khoảng 95% là những người mới, nhưng chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con một cái tinh thần đoàn kết, tình thương trong một mái nhà mà mục sư Đông đã xây dựng nên cho chúng con, đó là hội thánh vườn nho. Con cảm Amen. ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, Chúa là của chúng con. Một ngày hôm qua đầy ơn của Chúa, chúng con thấy tất cả anh chị em của chúng con trong hội thánh vườn nho của chúng con là những người mới, có một số người cũng cũ, nhưng mà đó là cái tinh thần mà chúng con cảm thấy cái nơi Phoenix cắm trại của chúng con đầy ơn của Chúa, rất là tươi đẹp, rất là mát mẻ. Con cảm ơn anh Đi Thìn và Tammy đã chọn được cho chúng con đến một cái địa điểm là toàn anh em cũng có nhận xét như vậy. Nó khung cảnh rất là mát mẻ, rất là yên bình, rất là đầm ấm. Chúa ơi, Chúa là chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Tuy đơn sơ trong buổi sáng, buổi cắm trại hôm qua, nhưng mà chúng con đầy tình thương yêu của Chúa, đầy tình cảm mãi nhà thân thương mà Chúa đã ban cho chúng con trong một mái ấm đầy tình thương. Chúng con cảm ơn những người mới, trong đó có anh Lưu, chị Phúc, rồi tiếp đó là còn có nhiều người nữa là mới tham gia, trong đó có chú Diều, tuy sức khỏe yếu mệt già tuổi nhưng mà chú vẫn tham gia, đó là một tinh thần thúc đẩy cho chúng con noi gương chú Diều. Chú con cũng tin tưởng là chú Diều không thể đi được, nhưng mà qua cũng những lời cầu nguyện của chúng con cũng mong muốn cái hội thánh vườn nho chúng con có nhiều người lớn tuổi cũng tham dự. Chúng con cảm ơn Chúa rất rất là nhiều. Chúa ơi, Chúa là chúng con. Những hình ảnh Chúa đã cho chúng con đã ghi lại qua những tấm hình mục sư Đông đã đưa lên, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa đã cho chúng con
một mái ấm của một gia đình tình thương, đầy tình thương. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Mục Sư Đông, tuy vất vả trong hội thánh nhưng ngày hôm qua Mục Sư Đông cũng vất vả đưa những dụng cụ như âm thanh, như mái nhà, rồi đời sống thì có cô Diệm đã tham gia cùng với trong ban ẩm thực rất là chu đáo. Chúng con cảm ơn Chúa để cho chúng con một buổi thông công tại Pinit của chúng con đã đến địa điểm cắm trại. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều, rất là đầm ấm, rất là tình cảm. Một buổi ẩm thực đầy tình cảm như Mục Sư Đông đã nói hôm trước. Chúng con cũng có thể là cũng thưởng thức tất cả các cái buổi ẩm thực cắm trại của hội thánh, nhưng hôm nay chúng con cảm thấy một tình thương vô bờ bến, tình cảm rất là dạt dào, rất là tình thân yêu. Và trong đó anh chị em cùng chung tay nhau làm mà rất là đầm ấm, rất là tình cảm. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, Chúa là chúng con tha thiết Chúa ban cho cái hội thánh Vượt Nho của chúng con ngày càng lớn mạnh, ngày càng vững vàng. Chúa ban cho Mục Sư Đông dồi dào nhiều sức khỏe. Amen. Vì Mục Sư Đông của chúng con quá vất vả, con cũng cầu ơn Chúa ban cho Mục Sư Đông có một cái tinh thần, có một cái sức khỏe tốt, có lời ơn của Chúa thường ngày để đưa hội thánh Vượt Nho của chúng con ngày càng lớn mạnh. Amen. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ban cho hội thánh của chúng con có nhiều người hơn nữa để đến với hội thánh Vượt Nho của chúng con, giúp sức cùng của hội thánh. Đặc biệt là con cũng xin Chúa ban cho tất cả những người có những năng khiếu riêng trong âm nhạc, trong lời ơn của Chúa nhiều, để tới cùng với Mục Sư Đông của chúng con đưa cái hội thánh Vườn Nho của chúng con ngày càng vững mạnh. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hôm qua con cũng cảm ơn Chúa trong hội thánh Vườn Nho của chúng con, trong đó có Sam là con của Mục Sư Đông, cũng đã là thông tịch viên tuy mới đứng trước đám đông, nhưng mà Sam có một cái tinh thần rất vững vàng, lời nói rất là trong suốt, được nhiều người tấm khắc khen ngợi. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con cầu xin Chúa ban cho Sam ngày càng lớn mạnh, ngày càng vững mạnh, để cùng với hội thánh của chúng con bền tay bền sức cùng với ba là Mục Sư Đông đưa cái hội thánh Vườn Nho của chúng con ngày càng vững mạnh hơn nữa. Tiếng nói của Mục Sư Đông cũng như hành động của Mục Sư Đông trong các việc làm của con cảm động quá. Chúa ơi, chúng con xin Chúa một lần nữa sức dầu thêm sức khỏe cho Mục Sư Đông của chúng con ngày càng bền vững cùng với hội thánh Vườn Nho thể tiến bước mạnh mẽ hơn nữa. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, trong ngày hôm qua con cũng cảm ơn những người lớn tuổi, trong đó có anh Lưu, có chị Phúc, có chú Diều, có vợ chồng con, tuy tuổi già nhưng cũng cố quyết tâm là cố gắng đi đến cùng với hội thánh Vượt Nho cắm trại, tuy xa xôi đi hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng con với cái tấm lòng yêu mến mục sư, yêu mến hội thánh, chúng con cùng nhau đến hội thánh Phoenix xa xôi 2 tiếng để cổ vũ cùng với hội thánh ngày càng vững mạnh, ngày càng vững bước hơn nữa. Chúng con biết hội thánh chúng con tuy số lượng người cũ cũng ra đi một số người, nhưng chúng con quyết tâm cùng nhau để xây dựng cái hội thánh của chúng con ngày càng vững mạnh. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hôm qua Chúa ơi, Chúa là của chúng con cảm ơn Chúa ngày hôm qua. Một số gia đình trong đó có anh Lê Thìm, có cô Mai Trâm, cùng một gia đình đầy đủ với tinh thần thương yêu của Chúa. Chúa đã ban cho họ một sức mạnh tốt cùng đến tại cắm trại của chúng con Pinit với một tinh thần rất là bền bỉ, rất là vui vẻ. Cả gia đình sum họp quây quần với hội thánh của chúng con cảm động rất nhiều.
đó là tấm gương của chúng, của gia đình anh Lê Thịt và cô Mai Trâm. Chúng con cố gắng phấn đấu cùng với gia đình của chúng con nữa và nhiều gia đình nữa sẽ tới cùng với Hội Thánh càng ngày càng đông phượng mạnh hơn để xây dựng cái Hội Thánh Vườn Nho của chúng con. Đó là điều mong muốn của Hội Thánh Vườn Nho và điều tha thiết mong muốn của Mục sư Giang Đông. Con xin cầu nguyện Chúa ban cho Hội Thánh Vườn Nho của chúng con nhiều gia đình hơn nữa xung vầy cùng với Hội Thánh như gia đình của Mai Trâm. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúa ơi, Chúa là chúng con. Con cảm ơn Chúa. Trong những ngày sắp tới, con xin cầu nguyện Chúa ban cho Hội Thánh Vườn Nho của chúng con, trong đó những người lớn tuổi. Con cũng cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con, Hội Thánh chúng con ngày hôm qua có cô Nguyệt. Tuy cũng sức khỏe có yếu, cô cũng nhiều lần đi bác sĩ phẫu thuật, nhưng mà cô cũng tham gia một cách nhiệt tình. Con cảm ơn Chúa đã ban cho cô Nguyệt ngày hôm qua tới với Hội Thánh cũng bên đích cầm trải cùng với chúng con. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con xin cảm ơn Chúa. Trong những ngày sắp tới, con cầu xin Chúa ban cho tất cả những trong Hội Thánh Vườn Nho của chúng con luôn luôn có một sức khỏe dồi dào. Tất cả anh chị em trong buổi sáng hôm nay, con xin cầu nguyện Chúa những giờ đi làm sắp tới lái xe được an toàn, được bình an, đi đến nơi về đến chốn. Con cũng xin cảm ơn Chúa ngày hôm qua tuy đoạn đường vất vả, vợ con có sức khỏe cũng bị say xe, nhưng mà sau những cái lúc mà mệt mỏi như vậy, con cũng xin cảm ơn Chúa. Sau khi về nhà, con cũng cầu nguyện nhiều, và vợ con sáng hôm nay con cũng cảm ơn Chúa là đã khỏe lại bình thường như những ngày trước đó. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Amen. Ban cho chúng con, con xin cầu nguyện Chúa cho chúng con những ngày sắp tới bình an, được mạnh khỏe. Biết ơn Chúa là chúng con. Con cảm ơn Chúa, con kính trọng Chúa, con yêu Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn thầy Tịnh nhiều lắm. Không biết vì sao mà bắt đầu cầu nguyện thì bị trục trặc, nhưng mà chút nữa mình cầu nguyện thì nghe rất là rõ ha. Cảm ơn thầy Tịnh. Amen. Cảm ơn. Thầy Tịnh cho em gửi lời thăm cô. Xin Chúa cho cô sức khỏe và chúng ta tiếp tục cùng với cô. Amen. Có phải đó là những gì mà thầy muốn gửi cho Vọng Canh hồi sáng giờ không? Nãy giờ là cầu nguyện của thầy cũng là những lời làm chứng và cảm nhận luôn phải không? Amen. Amen. Thật là cảm ơn thầy nhiều lắm. Vâng, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian nữa, chúng ta nghe cô Diễm. Cô Diễm là người đúc kết lại những gì mà cô Diễm cảm nhận và sẽ dâng lời cảm tạ Chúa. Không biết là quý vị có điều gì muốn thêm vô nữa không? Sam, rồi ai nữa? Vâng, mà cô Diễm ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Hồi sáng mục sư có nói là Diễm bị đau cái hông á. Đau cái lưng á, tại vì thường Diễm đi làm thứ sáu, thứ bảy thì cuối tuần khách cũng đông, cho nên mình cũng lăn xăng, mình đi tới đi lui chứ không có ngồi nhiều, thì có ảnh hưởng tới cái lưng. Rồi hôm qua về rất là đau. Và Diễm về tới nhà là dọn dẹp nhanh nhanh rồi tắm rửa là lên giường nằm luôn, không có, nó đau không có nhúc nhích được luôn. Thì mục sư về tới, sư về sau Diễm, thì nhờ mục sư cầu nguyện. Rồi Diễm đi ngủ. Thì sáng dậy á, trước khi mà Diễm xoay cái người á, thì Diễm mở miệng ra Hallelujah, con đã được chữa lành. Amen. Mình công bố điều đó qua đức tin. Và Diễm xoay người qua và hết đau rồi mọi người ơi. Hallelujah. Chúa đã chữa lành. Cảm ơn. Chúa đã chữa lành. Thường thì mình đau, mình bệnh, mình nghĩ đến uống thuốc hoặc đi bác sĩ trước. Nhưng mà Diễm nói là con cho Chúa cơ hội đầu tiên. Nhưng mình nhớ tới Chúa đầu tiên, đây là cơ hội để con kết nối với Chúa để nhận được sự chữa lành. Con cho Chúa cơ hội đầu tiên trước khi mà con nghĩ đến thuốc hay đi bác sĩ. Và cảm ơn Chúa Diễm đã xoay người được buổi sáng hôm nay. Thật lạ lùng. Mình thấy cái quyền năng của Chúa qua đức tin của mình nhận được
nó đau đau sợ luôn á. Nhưng mà cảm ơn Chúa sáng nay, thay vì sự sợ hãi, đau đớn là sự vui mừng và được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Và Diễm thuật lại những cái gì ngày hôm qua để qua tấm lòng của ông bà anh chị em. Thật là cảm động hồi sáng giờ nghe được những lời của ông bà chị em, và cái sự mà trân quý nhất là cái tâm tình thật lòng từ những suy nghĩ của anh chị em trong phòng cầu nguyện sáng nay. Thật là cảm động. Đó là những cái món quà lớn nhất mà Chúa khích lệ cho chức vụ của chúng tôi. Thấy được hội thánh Chúa chan hòa tình thân với nhau, thật lòng với nhau, và thấy bầy chiên của Chúa được ăn cỏ nơi đồng cỏ xanh tươi và uống mé nước bình tĩnh, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen như ngày hôm qua. Mình cắm trại bên dòng suối thật là mát mẻ. Cảm ơn Chúa về điều đó. Và cái đó là cái điều khích lệ nhất cho hội thánh cũng như cho chức vụ của chúng tôi. Amen. Các bầy chiên của Chúa thấy chiên của Chúa sống chan hòa yêu thương, không ganh tị, không hiềm khích, không sân si. Đó là cái mà người ngoài nhìn vào và họ đã nói điều đó. Giống như Hương có làm chứng đó. Linh Đà đến và cô thấy sao mà cái nhóm này vui vẻ, bình an, không sân si. Mình không cần nói ra. Nhưng mà mình bày tỏ và chính miệng. Cảm ơn Chúa. Người ngoài đã nói ra điều đó. Amen. Vô cùng. Ngày hôm qua thật là thỏa vui, thật là thỏa lòng, thật là thỏa mãn về những gì mà Chúa ban cho Hội Thánh Chúa ngày hôm qua. Chúng ta được nghe về lời Chúa, về cách làm chứng về Chúa. Đây là cái căn bản, chứ không phải chúng ta đem nguyên cái bài học qua đi làm chứng nha ông bà chị em. Cái căn bản mà chúng ta có học được ngày hôm qua, và xin Chúa cho chúng ta có lời của Chúa và Thánh Linh giúp đỡ để qua cái căn bản này chúng ta có thể thêm vô những cái lời mà Chúa cảm động, thêm vô cuộc đời của mình như thế nào, mình được như ngày hôm nay như thế nào. Giống như Mai Trâm á, nói cho Linh Đà biết là Linh Đà cũng lắng nghe là Mai Trâm đã như vậy và bây giờ được như vậy, ngắn gọn vậy thôi. Cho nên cảm ơn Chúa, lời Chúa đã được rao ra ngày hôm qua và cho những thân hữu nữa. Amen. Cái điều đó thật ý nghĩa cho một buổi đi dã ngoại, đúng không ạ? Amen. Chúng ta có thức ăn thuộc thể, chúng ta có thức ăn thuộc linh, và có những người ở Diễm chưa thấy cái dã ngoại nào mà có nhiều thân hữu như vậy nha. Mà lại nghe lại mình amen thì cổ amen, mình hallelujah cổ hallelujah, mình hát cổ hát theo. Nói chung là nhìn vô thì chưa, không có biết cô này chưa tin Chúa, nhưng mà chắc chắn sẽ có một ngày, và Diễm nghĩ là những lần sắp tới mình đi là có mặt vợ chồng này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. À, xin Chúa cũng ban ơn cho Diễm và Mai Trâm để sống ở giữa những người chưa tin Chúa, và nhất ở trong chỗ là mình quan tâm đến người khác, mình có những lời nói ân hậu, mình làm cho người ta thấy rằng ủa, cái cô Diễm này, cô Trâm này sao cổ khác người ta ha. Thay vì như vậy thì ta sẽ giận hay là người ta sẽ bực mình, nhưng mà sao thấy hai cổ tỉnh bơ vậy, để cho người ta thấy rằng wow, hai cô sao vậy, hai cô lạ vậy, thì mình có dịp nói về Chúa. Đó là cách sống giữa những người chưa tin Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Thật là nhiều cho ngày hôm qua. Chúa cho buổi nhóm, và cảm động khi thấy con gái của mình đứng lên hầu việc Chúa một cách dạn dĩ. Dạ. Mặc dù cháu đi xa trời nắng thì cái bụng cũng yếu, cháu cũng mệt, nhưng mà hễ tới giờ đứng lên thông dịch thì cháu thông dịch và cũng hòa đồng với mọi người. Cái cô Linh Đà nói sao con của chị ngoan quá, lớn vậy mà còn đi theo mẹ, kêu gì làm đó. Con em có đâu nha, con em đứa 17, đứa 21, không có vậy đâu, nó làm theo ý nó à. Đó, mình có cớ để mình nói về cách dạy dỗ con cái cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và thấy được các cháu múa thật là sinh động. Buổi dã ngoại có bonus thêm cho người lớn những bài múa của các cháu. Thật là dễ thương. Đem lại sự vui mừng và khích lệ cho hội chúng, hội thánh Chúa. Rồi anh đánh trống thì đổ mồ hôi.
thấy ảnh cũng mệt ngày hôm qua. Diễm có nói sao buổi này có muốn đi đâu xuống đào thao chơi không, ăn kem này kia. No, 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 no. Thôi đi về, đi về. Chắc anh cũng phải kẹt xe. Cảm ơn Chúa vô cùng. Dạ, thấy được những cái đóng góp của mọi người. Và cái điều đầu tiên khi mà đến đến khu trại thì mình thấy hai cái lều đã được dâng lên, thật là vui. Cái kỳ trại này có những người có đưa ra ý kiến, và chẳng những đưa ra ý kiến rồi xúc tiến làm luôn. Và mình thấy là nếu mà không có hai cái lều này đó thì mình cũng khó cho cái việc mà ngồi thờ phượng Chúa đó. Cho nên là nhìn lại những bức hình thấy hai cái lều á rất là dễ thương, và dân sự Chúa ngồi trong lều rồi thấy rất là lạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người có cái ý kiến rất là thực tế. Và từ đây về sau mình đi, mình ra công viên cũng vậy, mình đem theo hai cái trại này, mình chỉ một cái mà che cho thức ăn, một cái che chỗ nhóm, thật là hay. Cảm ơn. Amen. Thật là nhiều về tấm lòng con cái Chúa biết nghĩ và biết đưa ra ý kiến và hành động luôn. Điều đó rất là khích lệ. Cảm ơn Chúa. Và hồi nãy cảm ơn Tuyết Ương. Tuyết Ương có nói lên đây là cái tháng mà tri ân mục sư và những cái gì mà ông bà anh chị em làm đóng góp chờ thánh đó, đó là một cái sự tri ân lớn nhất cho mục sư. Tấm lòng yêu mến Chúa của bà chị em. Mỗi lần Diễm chở mọi người đi bác sĩ hoặc các việc đó, thì vừa rồi có chở chị Phúc nói em mang ơn chị với mục sư nhiều lắm, em qua đây bơ vơ không có ai, em mang ơn. Xong chị nói, Diễm nói rằng ồ, chị không cần mang ơn Diễm với mục sư gì hết á, chỉ cần chị mang ơn Chúa là được rồi, chị yêu mến Chúa, chị đi thờ phượng Chúa. Đó là cái cách mà chị trả ơn cho Diễm với mục sư đó. Đừng có mang ơn Diễm với mục sư gì hết. Cho nên những gì ông bà anh chị em làm, anh chị em làm cho hội thánh Chúa, đó là cái cách tri ân mục sư một cách hiệu quả nhất. Và cũng có những hành động rất là thực tế. Cô Hòa, mình thấy cô Hòa đi được mình rất là vui. Để cô Hòa. Amen. Và mỗi lần gặp mục sư thì cô đều gửi những cái món quà yêu thương. Mình thấy đó là cái cách Amen. Mà cô bày tỏ tình yêu thương đối với hội thánh, đối với chức vụ của vợ chồng mình. Thấy rất là cảm động. Mỗi người có một cách tri ân khác nhau. Amen. Lời nói, ánh mắt, rồi hành động thật là chan hòa trong tình yêu của Chúa, thật là cảm động. Và nó làm cho mình được khích lệ tiến bước hơn trong Chúa mỗi ngày. Và không có phụ lòng Chúa, cũng như không có phụ lòng anh chị em đã thương yêu, đã góp phần của mình trong nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Và có một điều lạ là hồi xưa tới bây giờ đó, tất cả những việc đi cắm trại, đi dã ngoại, không quên một thứ cũng quên hai thứ, không quên hai thứ cũng quên ba thứ. Chưa bao giờ mà cái buổi trại nào mà không quên nha. Hồi đó mình đi gia đình mình cũng vậy á. Và trong gia đình mình có câu nói rất là hay, nếu mà không quên đồ á, thì không có nghĩa là có nghĩa là không phải đi chơi. Có lần mẹ mình đi kỳ đó ăn bì, đem thịt theo, đem bì theo, không có đem thớt, là sao sắt. Có những cái quên nó nhỏ mà nó không bao giờ mà. Nhưng mà mọi người có biết rằng ngày hôm qua mình không quên thứ gì không? Không có quên một cái gì từ cái tâm cho đến cộng hành cộng nói. Hallelujah. Cảm ơn khi anh rồi anh lấy đồ, anh mượn này mượn kia. Xong rồi nói, ủa sao cái gì cũng có vậy? Cái Diệm nói, ồ, ngoài những thứ không có ra thì cái gì tụi tôi cũng có, ông muốn gì lấy đó. Amen. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng để ý của mọi người để ý một chút. Và Chúa cũng sắm sẵn cho mình một cô không có cổ lo, không có thiếu cái gì, từ cái muỗng nĩa cho đến, nói chung là cảm ơn Chúa. Mình chỉ biết cảm ơn Chúa vì những tấm lòng phục vụ của anh chị em. Đứng ở trong góc độ của một người phụ bếp thì Diễm thấy chàng ơi không có thiếu thứ gì, và đồ ăn thì rất là ngon và làm cho mọi người kích thích vị giác. Và Diễm thấy một điều cũng quý báu vô cùng là thức ăn không có thừa, không có ai bị ép to go về hết. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa vì điều đó.
Vì những gì mình xài cho Chúa đó, mình tiết kiệm, mình làm đủ dùng. Và Chúa ban cho điều đó ông bà chị em. Chứ thường trại thì mình hay sợ thiếu, rồi mình làm dư, rồi rút cuộc mọi người phải mỗi người mang vác đem về. Vừa uổng phí mà đồ ăn không có ngon. Nhưng mà cảm ơn Chúa ngày hôm qua không thiếu thứ gì, và thức ăn vừa vặn cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Điều đó là tốt, tốt lành ở trong Chúa. Nó nhỏ nhưng mà Diễm để ý những điều đó, và Diễm thấy thật là cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và khi về đó thì xe đi rất là chậm, cũng hơi bị kẹt xe. Nhưng mà mọi người cứ để ý là cái điều này nó không có lấy đi sự vui mừng của mình không. Cảm ơn Chúa. Mặc dù mình đi chậm, mặc dù mình đi về nhà trễ hơn, nhưng mà điều này nó không có đánh mất sự vui mừng của mình, sự vui mừng mà Chúa ban, sự thỏa lòng mà Chúa cho mình của ngày hôm qua. Cảm ơn Chúa. Và về thì cô Nguyệt, chị Hạnh cũng có nhắn tin cảm ơn, vui vẻ, thỏa lòng. Cô Nguyệt nói cảm ơn vì hai con lúc nào cũng nhớ tới cô. Rồi chị Hạnh về nhà được bình an, và chị Hạnh nói vui. Rồi cảm ơn Chúa. Chị Hạnh với anh Ron rủ hai người bạn đi. Họ cũng được nghe về Chúa. Họ rất là vui và họ rất là đánh giá cao về tinh thần của mục sư, cách hầu việc Chúa. Diễm nghĩ rằng chắc họ cũng ngạc nhiên vì nghĩ mục sư là một ông già, rồi ê a, nói nhiều, rồi chững chạc, gọi là thái độ nghiêm túc, làm cho mọi người thấy cũng sợ sợ. Nhưng mà ông mục sư này sao ông vui quá, ông cười, ông nói rồi tự nhiên. Cô Linh Đà ở chỗ tìm Diễm cứ mục sư, mục sư, mục sư ơi, mục sư này, mục sư nọ. Diễm thấy Diễm mắc cười mà thấy vui, thấy mọi người thỏa lòng. Và đó là cái góc nhìn của Diễm cho buổi trại ngày hôm qua. Và có một người cũng nói với Diễm là lần sau ăn uống linh đình hơn chị, chứ không phải như vậy. Diễm nói ôi như vậy là quá tốt rồi, không, em còn muốn làm nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Nghe mình thấy rất là cảm động. Mình xin Chúa ban phước cho mọi người, những người chăm sóc, những người đóng góp, những người bỏ công sức mình ra để cho cái buổi trại ngày hôm qua thật là được phước hạnh. Mọi người thỏa vui trong Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cô Diễm đúc kết lại rất là sinh động và đầy đủ. Chúa cho cô Diễm, Tuyết Hương, cô Tuyết Hương với thầy Tịnh là những người mà có khả năng để người không là thành nhà báo thôi, chứ thật ra là đúc kết câu chuyện đầy đủ hết trơn. Cảm ơn Chúa. Em cảm ơn không biết chưa. Dạ. Không biết trước khi cầu nguyện, mời cô Diễm cầu nguyện, thì có ai có điều gì đang vui trong lòng mà chúng ta muốn kể ra đây tiếp tục để chúng ta ngợi khen Chúa không? Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, mục sư cho Hương có thêm vâng, một phút. Xin mời Tuyết Hương. Vui lắm. Nó hơi ra khỏi cái kỳ trại hôm qua, nhưng mà Hương không quên, mấy ngày nay cái Hương bận rộn nhất sáng, cái Hương không có được làm chứng. Là Hương làm chứng là cái bữa hôm bữa đi Oregon đó, đi dự đám tang rồi. Thì một thế hệ trẻ của Hội Thánh Nguồn Sống thì ở bên đó thì có mấy em thanh niên hát trong ban thờ phượng rất là được sức giàu. Thì có một bé gái mà mới vô thì nhìn gương mặt nó thì Hương với chị Diễm cũng đoán là con của chị Hạnh, là mai mốt mình có gặp chị đó, chị Grace đó. Thì bé nó hát rất là được ơn, rất là được sức giàu, rất là mạnh mẽ. Khi mà gặp, khi mà xong rồi nhóm xong thì Hương gặp mẹ nó, cái Hương mới nói với mẹ nó là bé nó hát được sức giàu quá chị ơi, lời hát rất là mạnh mẽ, cái giọng rất là cao, rất là ấm, rất là hay. Thì bé nó nói, cái mẹ nó nói liền, mẹ nói là chị nhờ mục sư Đông đặt tay cầu nguyện cho nó lúc trước đó em. Thì khi mà được nghe những cái điều này đó, ở hội thánh của mình có những người mới mục sư đang đào tạo, ví dụ như là gia đình của Mai Trâm, những Nathan đánh trống rất là nhanh được nhuyễn nhuần nhuyễn, rồi các cháu đứng lên trong chức vụ
hát thờ Phượng Chúa. Và tin chắc là một ngày gần đây, bởi vì cái sự sức giàu của mục sư Đông mà đã lan tỏa đến những thế hệ sau, và đặc biệt là mục sư quan tâm cho những thế hệ kế tiếp, thì hôm bữa đó nghe được cái câu nói đó rất là ấm lòng. Và khi thấy cái người quản nhiệm của mình, người lãnh đạo của mình đi đâu mình cũng được nghe và ai cũng biết tới tên ông là mục sư David Đông. Tại vì khi mà gặp chị Diễm, gặp ông, những người mục sư khác thì đứng chào hỏi, có mục sư Báu, bác sĩ Báu đó, thì ông đứng ở phía sau và ông đang đứng chờ đợi với một gương mặt rất là hiền hòa, rất là đang chờ đợi chị Diễm để mà chào thăm. Ồ, chị Diễm là phải vợ của mục sư Đông không? Nói chung là đi đâu với chị Diễm hay đi đâu với mục sư Đông, luôn luôn được những người mà đang ngồi ăn, người ta cũng chạy tới người ta chào cho mục sư Đông. Vì đó hai người chưa biết là ai. Vui lắm khi những cái hình ảnh này được nhóm với Hội Thánh Chúa là Vườn Nho, và được cái người quản nhiệm mình được đầy ơn, có những lời nói ân hậu, có những điều mà Chúa đã sử dụng, và Chúa luôn luôn sử dụng mục sư để thế hệ sau tiếp nối. Thì hôm bữa đó nghe chị Grace nói như vậy, Hương vui, Hương kể chị Diễm liền. Hương mới vừa nói chị Grace nói chị nhờ mục sư Đông đặt tay cầu nguyện cho nó đó em. Có nghĩa là nó được cái sự chuyển tải của mục sư Đông mà hôm nay nó được ơn như vậy. Và khi mới bước vô Hội Thánh đang hát thờ Phượng thì hát cái bài thờ Phượng của mục sư Đông sáng tác, Jehovah Nissi, thì cái mới vô chị Diễm nói, thấy ông Thầy Dương vô tới là thấy một sư đồng của chị liền. Vui lắm dạ, khi mà mình nhìn thấy những hình ảnh mà mình đi đâu rồi dân sự Chúa sử dụng rất là nhiều, hàng ngàn hàng loạt bài mà một sư đồng nhắn sáng tác. Dạ cảm ơn Chúa và cảm ơn mục sư cũng như tất cả Hội Thánh anh chị em luôn luôn có tình yêu thương và trang hòa với nhau, ai cũng có thể nói chuyện một cách vui vẻ thật thà, chúng mình không có những cái gì của thế gian mà gặp trước đón sau rồi e ngại mọi điều. Nói chung là những cái gì Hương cảm thấy thì nó rất là bình an và thỏa lòng trong Hương mọi bề. Cảm ơn Chúa. Xin hát. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thuyết Hương. Đó, bấy nhiêu điều mà Thuyết Hương nói cũng là một cái món quà cho mục sư ở trong cái tháng mà người ta gọi là Pastor Appreciation, là cái tháng mà tri ân những mục sư mà ở trong Hội Thánh, các mục sư mà lãnh đạo Hội Thánh. Tháng 10 là tháng như vậy đó. Cho nên quý vị ơi, quý vị yêu mến Chúa, cô Diễm nói rất là hay, quý vị yêu mến Chúa, quý vị có tinh thần hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Như ngày hôm qua đó là chúng ta vui rồi. Đó là một cái món quà lớn nhất cho mục sư đó. Cho nên quý vị tiếp tục như vậy. Cảm ơn cô Diễm đã nói thay cho mục sư để nói lên điều đó. Cảm ơn Tuyến Hương đã có những lời chân thật như vậy. Cảm ơn Chúa. Quý vị rất là đáng quý, và những điều mà nếu mà tự mình nói ra đó thì nó không có hay. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho Tuyến Hương thấy được điều đó. Thì để thêm vô lời của cô Tuyến Hương á, thì mục sư muốn kể cái câu chuyện của Grace. Có đứa con gái, ba đứa con gái, nhưng mà đặc biệt cái bé mà nó đang đứng trong ban thờ phượng á, bây giờ nó được Chúa sức giàu rồi đó. Giống như nó lead cho cái youth vậy đó, và nó hát hay lắm, hát hay như mẹ vậy đó, mẹ của cháu vậy đó, Christo á. Thì cháu hình như cháu tên là Faith phải không? Dạ, cái Faith. Thì năm 2019 á, mục sư có một cái chương trình là thờ phượng ở Florida, và Hội Thánh này mới mở, mà Hội Thánh này á, mới mở mà đặc biệt lắm, họ mở trong cái chuồng ngựa, tại vì cái chỗ đó là nuôi ngựa, mà giờ người ta không nuôi ngựa nữa, người ta xây thành cái chỗ nhóm, thành ra họ mở ngay trong cái đó và họ tổ chức một cái buổi truyền giảng ở trong cái chỗ đó luôn. Thì họ mời mình đến, thì mình mới rủ Grace đi bay xuống. Lúc đó là trước đợt Covid khoảng 2019. Thì mục sư mới bay xuống, thì Grace mới đưa cháu Faith. Lúc đó là 5 năm trước thì cháu vẫn còn là teen thôi, thiếu niên thôi, nhỏ thôi. Giờ là 17, 18, 19 gì rồi. Giờ xưa là khoảng 13 thôi, 12, 13. Thì Grace mới nói là mục sư đặt tay cầu nguyện cho Faith để cháu trở thành người mà Chúa dùng trong Hội Thánh. Thì mình đặt tay cầu nguyện, mình chúc phước cho cháu. Xin Chúa dùng cháu cho nhà của Ngài. Con chúc phước cho đứa trẻ này như là cầu nguyện cho những đứa trẻ khác. Thì đặc biệt là vấn đề âm nhạc,
Thì cách đây chừng hai một năm hơn năm ngoái là đi hội đồng ấy. Thấy là cháu mà ngạc nhiên quá, cháu đứng trong ban thờ phượng mà cháu lít luôn cả tất cả luôn. Thì Grace mới gặp lại nó, mục sư nhớ cháu này không, Chúa đã dùng cái lời cầu nguyện của mục sư năm đó đó để mà dấy lên cháu để hội Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa Amen. phải không ạ? Cảm ơn Chúa rất là Chúa. nhiều. Nhưng mà đặc biệt là như vậy nè, bởi vì mình đi trong cái ơn âm nhạc Chúa cho nên những phụ huynh đó khi mà họ thấy mình như vậy đó thì họ rất là mong cho con của họ giống như cái ông mà đứng đờn, ông đứng hát vậy đó, thì người ta mong như vậy cho nên người ta dẫn con mình đến. Thì mục sư là người cầu nguyện, thành ra mục sư nhớ là con có mục sư Quyền á, mục sư cũng cầu nguyện cho cháu luôn. Bây giờ cháu cũng đàn, cháu cũng hát, cháu cũng lead, cháu cũng đi thờ phượng Chúa mà ở Thánh Mỹ chứ không có hội thánh ở chỗ đó. Mình hỏi lại lúc nào hỏi là cháu rút, thì mẹ của cháu với ba của cháu đó rằng từ cái dạo mà cầu nguyện 10 năm trước á, mục sư đã đặt tay cầu nguyện cho nó 10 năm trước khi mình đi đại hội á, hơn 10 năm trước, 10, 13, 14 năm, thì bây giờ nó trở thành người hầu Chúa cả tuổi Sam á. Cảm ơn Chúa. Rồi những cái phụ huynh khác gì lâu lâu gặp lại, ê, cứ nhớ con của tôi không, bây giờ nó hầu bị Chúa rồi. Và lúc mình cầu nguyện như nó là chừng 7-8 tuổi à. Thì mình cũng cảm nhận được một điều đó là Chúa cho mình cái tâm tình của một người yêu trẻ và tâm tình tâm đắc với việc hướng dẫn, thậm chí là cái hướng dẫn cho những đứa trẻ để mà nó hầu việc Chúa đó. Và đặc biệt là cái luận án tiến sĩ mà mình viết á cũng là cho giới trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư ở trong hội thánh để hầu việc Chúa luôn nữa. Amen, cảm ơn Vừa Chúa. rồi mục sư báo qua để qua đây qua Mỹ này, mục sư có tổ chức một cái chương trình để mà làm chứng và truyền giáo đó, thì ông là giám đốc của cái chương trình toàn quốc về Campus Crusade for Christ, tức là truyền giảng cho sinh viên ở trong các trường đại học ở Việt Nam, 400 trường đại học, thì những cái chương trình đại học bách khoa, y khoa, sư phạm, đại học tổng hợp, bây giờ xã hội nhân văn đều có những cái nhóm sinh viên của CCC là chương trình Campus Crusade for Christ, là chương trình truyền giảng trong trong giới sinh viên. Thì mục sư có làm chương trình đó, thì khi mà đặt câu hỏi á thì mình hỏi rất nhiều về thanh thiếu niên. Bây giờ trong hội thánh của mình á, mình đã từng cầu nguyện cho giới trẻ phải không ạ? À? Mình cầu nguyện cho thiếu nhi phải không ạ? À? Bây giờ mình nhìn lên đây mình thấy sơ sơ có hai đứa nhỏ, và mình đang đẩy tụi nó lên, hội thánh đang đẩy tụi nó lên, và chúng ta cầu nguyện để những ngày chạy sắp tới là gấp 5 lần, có nghĩa là 10 đứa đứng như vậy chứ không phải là hai đứa nữa. Và nghe Mai Amen. Trâm kể là ở trong tuần á mấy cháu còn hướng dẫn cho mấy đứa thiếu niên thiếu nhi khác múa giống như các cháu, và đây là một cái ân tứ lộ ra rồi, lộ ra trong nhà của Chúa rồi, đến thời điểm Chúa ban phước hội thánh rồi quý vị, cánh đồng Cảm ơn Chúa. đã chín rồi, và xin Chúa sai nhiều con ngặt vào trong đồng lúa chín vàng. Không phải ngày tự nhiên ngày hôm qua mục sư chia sẻ về bàn tay phúc âm đâu, mà mục sư biết rằng cái bàn tay phúc âm á, là cái phương pháp để chứng đạo trong vòng 5 phút cho một người mình mới quen. 5 phút thôi, tôi là một tội nhân, Chúa yêu thương tôi từ trên cao, và Ngài sai Chúa Giêsu đến thế gian để cứu chuộc tôi, Ngài chết trên thập tự giá, và tôi kết ước với Ngài trong cái ngón thứ tư, giống như tôi lấy vợ, tôi lấy chồng thì tôi lập gia đình, thì tôi có cái ngón thứ tư tôi đeo nhẫn, tôi kết ước với Chúa Giêsu bằng lòng tiếp nhận Ngài, và tôi có được sự sống đời đời. Bàn tay phúc âm trong vòng 5 phút chúng ta có thể chia sẻ cho tất cả mọi người, và đây là cái thời điểm mà Chúa đang thăm viếng hội thánh, Chúa đang dấy lên một cái thế hệ mới, những sự cũ qua đi rồi, nay mọi sự đều trở nên mới ngay ngay từ những ngày này quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta ôn lại những phước hạnh này, cảm ơn cô Diễm, thầy Tịnh và cô Tuyết Hương, và đã có những cái kỷ niệm kể lại ký ức cũng như là mới vừa qua. Rồi cô Hương cũng đã nói về cái tình hình về những người trẻ và thấy tụi nó kết quả. Không biết mục sư có nhớ là mục sư có cầu nguyện đặc biệt cho hai đứa con của Mai Trâm chưa, nhưng mà mục sư sẽ cầu nguyện cho tụi nó để Nathan, Ethan nữa, để tụi nó sẽ trở thành những người của Đức Chúa Trời. Ở trong phòng của nhóm của mình đây có Minh Trí với lại cháu Vinny nè. Quý vị có ngạc nhiên vì sao mà hai cháu này ở trong phòng cầu nguyện của mình không? Đây là phòng cầu nguyện của hội thánh mà, người lớn thì mới thích hợp,
Mà tại sao các cháu ở đây? Vì tôi cảm, bởi vì tôi tin rằng các cháu cảm nhận được, tôi nói riêng và quý vị nói chung, quý vị có tâm tình của giới trẻ, mấy cháu này vào trong phòng cầu nguyện á, là bởi vì nó cảm nhận được mình yêu nó, mình thương nó, mình hỗ trợ cho nó, cho nên có mặt ở đây. Chứ mà vô đây mà chúng ta nói chuyện người lớn, chúng ta nói chuyện gì nó cao siêu, nó xa, nó không có gần gũi với giới trẻ thì nó không vô được. Ở đây có Sam nữa. Đã công nhận điều đó không mày Trâm? Amen. Dạ. Cho nên là nhớ nhắc ngày mai mục sư thứ ba nếu có đến thì mục sư sẽ cầu nguyện đặc biệt cho mà mấy đứa con của mày Trâm để Chúa dùng nó, giống như mục sư đã cầu nguyện cho cháu Faith năm 2019 mà cô Tuyết Hương vừa mới kể, để Chúa dùng tụi nó một cách đặc biệt cho nhà của Ngài. Vinny và Minty Chúa cũng sẽ dùng, bởi vì các cháu đang ở trong vòng canh này, mục sư cũng phước cho con đặc biệt lắm. Amen. Bây giờ mà cô Diễm cầu nguyện ạ. Amen. Dạ. Trước khi cầu nguyện thì Mai Trâm cũng Mai Trâm xin phép được xin nói. Mời cô Mai Trâm. Thì khi mà mục sư nói đến mà cả cái chuyện các giới trẻ thì Mai Trâm chợt có nhớ lại thì cái ngày đầu tiên Mai Trâm đưa Y Tình đến với Hội Thánh, lúc đó có mục sư Nhật và cả mục sư hội nữa, thì Mai Trâm có cảm động và Mai Trâm có nói một câu là Mai Trâm xin dâng cháu Y Tình lên cho nhà Chúa, xin Chúa sử dụng Y Tình để cho nhà Chúa. Thì một cái điều rất là vui, thì Mai Trâm không có hề nói về gì với Y Tình hết, nhưng mà cháu luôn có một cái tinh thần phục vụ, cháu muốn phục vụ chuyện này chuyện kia, người này người kia. Giống như là những cái gì mà cháu làm đều là do cháu tự. Cái này Mai Trâm không hề nói hay không hề nhắc gì, nhưng mà đó là cái tinh thần tự phục vụ của cháu. Thì cái này là khi mà có mục sư Nhật, lúc đó lúc lần đầu tiên đến thì có mục sư Nhật, mục sư hỏi đều cầu nguyện cho Y Thịnh và những cái gì đã trải qua, thì Mai Trâm thật nhớ lại lúc đó mình có dâng Y Thịnh lên cho nhà Chúa và đây là điều mà Chúa đang làm. Amen. Amen. Thì xin chú tiếp tục sử dụng Y Tình và cũng xin nhờ mục sư hướng dẫn cho cháu để mà cháu biết cách làm những công việc nào mà cháu những công việc nào mà mục sư có thể hướng dẫn cho cháu làm được ạ. Thì còn Britney and Aria thì Mai Trâm có nhận xét là thấy các cháu có khuynh hướng về âm nhạc, và Britney thì cũng có khuynh hướng về đọc kinh thánh, chia nhớ kinh thánh. Thì xin Mai Trâm cũng xin nhờ mục sư hướng dẫn cho các cháu để và cầu nguyện cho cháu để mà các cháu có thể sử dụng những cái tài năng, cái nhìn gì mà các cháu có thể làm được. Để mà các cháu phục vụ cho nhà Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Mai Trâm đã nói lên cái tâm tình này, và mục sư cũng ngạc nhiên đó, là bởi vì sau khi mà mục sư hỏi rồi mục sư Nhật cầu nguyện cho Y Tần xong á, thì Y Tần đã trở thành cái người mà dĩ nhiên Y Tần có cái bản năng là muốn phục vụ, cho nên mục sư với mục sư Hùng rồi cô Diễm cũng nhìn thấy Y Tần đi đến phục hưng mà sao đi đẩy bàn rồi phục vụ giống còn dữ dội hơn là một người học phải đến phục hưng nữa, cho nên thấy lộ ra luôn cái bản tánh bản chất của cháu là phục vụ đó. Nhưng mà mục sư còn thấy ở trong Ethan còn có thêm một cái khả năng nữa là âm nhạc. Cháu thổi cái recorder đó, cháu thổi nó chuẩn lắm, cho nên mục sư cũng sẽ theo như y như lời của mẹ cháu, giống như bà Anne ngày xưa bà khôn lắm, bà nói với Đức Chúa Trời: Chúa ơi, con cho chú mượn con của con trọn đời nó. Chú cho chú mượn thôi, trọn đời nó. Không thấy cái người mẹ nào khôn ngoan như là bà anh nè. Và nếu chúng ta nói như vậy với Chúa, chúng ta cũng khôn như bà anh nè vậy đó. Cho chú mượn con của mình trọn đời nó.
trong Samuel thứ nhất đoạn 1, Mai Trâm đọc cái trong Samuel nhất đoạn 1. Nên ai cho Chúa mượn con của mình trọn đời nó là cái người mẹ, người cha khôn nhất thế giới này. Và Anne đã dâng Samuel trong tay Chúa và Samuel đã trở thành một vị tiên tri, một người lãnh đạo dân Do Thái. Trước khi dân Do Thái có vua đầu tiên á, thì ông Samuel trước và sau Samuel không có một người quan xét nào như Samuel. Bởi vì cái lời, cái lòng chân thành của Anne đã cho Chúa mượn con trai mình trọn đời nó. Amen không Mai Trâm? Amen. Chúa. Dạ. Vâng, mục sư cũng sẽ cầu nguyện cho Vinny với lại U Minh Trí giống như vậy nha, yên tâm ha. Rồi xin mời mục sư cầu nguyện ạ. À. Cảm ơn Chúa và mọi điều. Diễm sẽ cầu nguyện chúc phước cho mọi người. Diễm câu chuyện thôi. Là vừa rồi Diễm đi Oregon thì Diễm gặp một hai em này mới sanh em bé. Thì Diễm tới Diễm chúc mừng đấy. Ô cô ơi, mục sư Đông cầu nguyện cho con đó. Con sanh rất là khó nhưng mà cảm ơn Chúa. Tôi đặt tay cầu nguyện và bây giờ có em bé này. Và tụi con ước rằng nó lớn lên nó cũng đàn được như ông mục sư. Amen. Amen. Diễm nói là ô con gửi qua Arizona đi cho mục sư đào tạo đi. Amen. Mọi người thấy cái sự cầu nguyện mình nó ảnh hưởng đến người khác, nó gây cảm hứng cho người khác. Amen. Và cái ao của hai vợ chồng là con mới ra đời được có mấy mấy tuần à. Mình nói tụi con ước nó sẽ thành một người đàn cho hội thánh Chúa. Cho nên cảm ơn Chúa vì điều đó. Sáng nay Diễm xin cầu nguyện và chúc phước cho ông bà chị em trong phòng cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Amen. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì những lời tâm tình, cảm ơn Chúa vì những sự ban cho của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vô cùng. Giờ này chúng con hiệp lòng nhau lại cầu nguyện cho cháu Minh Trí và Khánh Ngọc. Cảm ơn Chúa đã đưa hai em vào phòng cầu nguyện để được cầu nguyện, để được cầu thai, để được tâm tình. Và giờ này chúng con cầu nguyện hủy phá hết tất cả những cái rào cản, những cái ngăn trở hai em đến với Chúa. Amen. Con cầu phước cho gia đình hai em được phước, xin Chúa chăm sóc gia đình này. Tất cả những sự bắt bớ hoặc những cái công việc nhà làm cho hai cháu cản trở đến với Chúa, thì buổi sáng hôm nay những gì cháu nói ra thì xin Chúa nghe và Chúa làm. Xin Chúa lòng của hai cháu để nơi Chúa được bình an, mặc dầu có những sự bắt bớ, những sự khó khăn, nhưng mà Chúa ơi, lòng yêu mến Chúa không bao giờ bị lui đi. Và xin đếm đến hai cái lòng này, xin Chúa để ý đến hai tấm lòng cháu, chúc phước trong việc học hành, trong việc vâng phục và vâng lời cha mẹ mình, để qua hai cháu trong gia đình biết rằng thật Chúa Giêsu có trong lòng hai đứa này, để Chúa hai đứa lớn lên trở thành những người hầu việc Chúa cho nhà của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con chúc phước cho tất cả anh chị em chúng con trong phòng quyền buổi sáng hôm nay, những gì Ngài đã làm và tiếp tục làm cho cuộc đời của chúng con. Con chúc phước cho cháu Vinny. Cảm ơn Chúa vì cháu có những ngày nghỉ, cháu liền vào phòng cầu nguyện để cầu thai, để được cưu mang. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện cho cô Vân vẫn trung tín bám lấy Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện cho gia đình Mai Trâm. Cảm ơn Chúa vì xin phần phục vụ của gia đình. Xin Chúa ban sức khỏe, chúc phước lại cho gia đình cách mọi phần sử dụng từng người trong gia đình cho công việc Chúa. Con cầu nguyện cho Mai Trinh. Cảm ơn Chúa Mai Trinh được khỏe mạnh và được bình an, được kết nối với phòng cầu nguyện khắp nơi, trong đó có phòng cầu nguyện của Arizona. Chúc phước cho người chị em chúng con càng đi tới sức lực lần lần thêm, để chị em chúng con ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Con cầu nguyện gia đình chị Lượm, anh Tâm và các cháu trong gia đình. Con cầu nguyện cho gia đình của thầy Tịnh và cô Hòa. Cảm ơn Chúa về tấm lòng yêu mến Chúa của thầy cô. Có thể chúng con cũng sẽ được gặp thầy cô ở Cali trong tuần lễ kế tiếp. Xin Chúa mở đường, xin Chúa ban cho thầy cô có sức khỏe nữa, để những gì thầy cô làm ảnh hưởng đến hội thánh và tinh thần yêu mến Chúa của mọi người. Con cầu nguyện chúc phước cho con gái con là Sam. Xin Chúa ban cho cháu có một tuần lễ nghỉ thu được bình an, và chúc phước cho việc học hành của cháu, để tương lai của cháu nằm ở trong tay Chúa. Chúng con biết ơn Chúa về điều đó. Con cầu nguyện cho bà nội. Xin Chúa ban cho má con có sức khỏe, có trí nhớ để vào phòng cầu nguyện đi thờ phượng Chúa một cách mạnh mẽ. Một lần nữa con cầu nguyện chúc phước cho mục sư quản nhiệm chúng con là mục sư Đông. Amen. Trong cái tháng tri ân của mục sư, chúng con biết ơn những người dạy đạo cho chúng con, và chúng con biết ơn Chúa đã cho chúng con có một người lãnh đạo tận tụy với bầy chiên,
và trải qua bao nhiêu sóng gió, lòng cũng không thay đổi tình yêu của Chúa đối với Chúa và đối với bầy chiên mà Ngài giao cho. Ở cùng chúc phước cho chức vụ của chúng con mỗi ngày, mỗi được Chúa cân nhắc ban ơn để chúng con làm đẹp lòng Chúa chứ không làm đẹp lòng người ta, và thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chúa ơi, cho chúng con đi theo đường lối của Chúa, hết lòng với bầy chiên của Ngài, và Ngài ban thưởng cho chúng con những linh hồn mới đến vào hội thánh. Nguyện chúc phước cho vợ chồng của chị Hà và anh Nơi, cũng như vợ chồng của Linh Đà và anh Hải. Chúa ơi, để những ngày sắp tới họ vẫn còn có cơ hội để đến với nhà Chúa, và xin Chúa cho họ có lòng mềm mại để mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa vì phần thưởng này chúng con đón nhận nó từ xa, và còn nhiều điều mà Ngài làm cho hội thánh Chúa trong những ngày sắp tới, những điều mới, những điều lạ mà Ngài làm. Chúng con cảm ơn Chúa, dâng ông bà cho em chúng con một tuần lễ mới, một ngày mới được bình an, được sức khỏe và được thịnh vượng trong Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Cha và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của cô Diễm. Và bây giờ cũng đã trễ rồi, 8:31 là bên Việt Nam, cũng là 10:31 đêm rồi ha, của thứ hai. Còn ở bên Vinny là 11:00 ha, 11:00 phải không? 11:30 phải không? Dạ, 11:30 sáng. Chúa cùng tất cả quý vị ha, chúng ta chào nhau ở đây. Có dịp mục sư sẽ cầu nguyện sức giàu cho tụi con, để tụi con trở nên những người hầu việc Chúa, cho công việc Chúa kết quả nha. Amen. Amen. Và nhớ ghi xuống những điều mà tụi con mơ ước, là mục sư sẽ nghe, rồi mục sư sẽ cầu nguyện theo điều tụi con mơ ước nha. Amen. Dạ. Yeah. Rồi, kính chào thầy Tịnh, chào bà nội. Dạ, chào mẹ Trâm. Dạ, bye mục sư. Đồng rồi. Đi lâu ngày quá, chào Vinny. Bye thầy Tịnh. Bye bà nội. Chào Lượm, chào Vinny. Anh chị Lượm, chị Mai Trân. Chào thầy cô. Bye Vinny. Bye má. Bye chú Bằng Phước. Chào cô chị em. Chào toàn bộ hội thánh. Vâng, cảm ơn thầy Tịnh. Hẹn gặp lại thầy Tịnh. Sáng nay thầy Tịnh có plan gì không? Kế hoạch gì không?